Chương 7. Nhìn theo cách người khác nhìn ta. Chúng tôi có chính sách không chấp nhận người xấu tính, nhưng anh kỹ sư chính của chúng tôi lại là người như vậy. Vị giám đốc của một công ty vườn ươm công nghệ tại California từng nói với tôi, anh ta quản lý việc rất tốt nhưng lại thường bắt nạt người khác, đe dọa người anh ta không thích trong khi chơi trò người ưa thích. Anh ta không hề nhận thức được về bản thân mình. Cô nói thêm, anh ta không nhận ra mình đang là kẻ bắt nạt. Nếu bạn chỉ ra cho anh ta liền đổ lỗi, tỏ ra giận dữ và cho rằng bạn mới là vấn đề. Vị giám đốc sau này nói với tôi, chúng tôi làm việc với anh ta thêm tầm 3 tháng và cuối cùng phải để anh ta đi. Anh ta không chịu thay đổi, vẫn cứ là một kẻ bắt nạt mà không nhận ra điều đó. Mỗi khi mất bình tĩnh và cư xử không phải, ta thường không hề nhận thức được những gì mình làm. Và nếu không ai nói gì, ta sẽ vẫn cư xử như vậy. Một cách chuẩn xác để kiểm tra khả năng tự nhận thức là bài đánh giá 360 độ. Bạn sẽ được yêu cầu cho điểm bản thân mình dựa trên một loạt các hành vi hay tính cách nhất định. Các điểm số này sẽ được khớp với kết quả mà một nhóm khác chấm. Những người này sẽ do chính bạn lựa chọn vì quen biết, cũng như vì bạn tin tưởng đánh giá của họ. Cái đánh giá điểm số này sẽ là nặc danh để đảm bảo người tham gia được thoải mái chia sẻ thẳng thắn. Chênh lệch giữa điểm số bạn cho và do người khác đánh giá sẽ cho ra một trong những kết quả chuẩn xác nhất về mức độ tự nhận thức bản thân của một người. Có một mối quan hệ thú vị giữa khả năng tự nhận thức với quyền lực. Độ chênh lệch trong đánh giá khá thấp đối với các nhân viên ở cấp độ dưới, nhưng ở vị trí càng cao trong một tổ chức, độ chênh lệch đánh giá càng lớn. Dường như khả năng tự nhận thức bản thân biến mất cùng sự thăng tiến trong nấc thang tổ chức. Một giả thiết được đưa ra, khoảng cách trở nên lớn hơn do khi người ta được lên các vị trí cao hơn. Họ có ít khác mối quan hệ mà ở đó đối phương sẵn lòng hay đủ can đảm để thẳng thắn nói về các thói xấu của họ. Thế nhưng cũng có những người phủ nhận thiếu sót của họ hoặc không thể nhìn ra chúng. Bất kể lý do là gì, những người lãnh đạo thiếu sự nhạy bén thường nghĩ rằng mình làm việc hiệu quả hơn so với những người mình đang lãnh đạo. Việc thiếu khả năng nhận thức bản thân khiến bạn không thể biết mình phải làm gì. Hãy nghĩ đến phim The Office, tạm dịch, văn phòng. Bài đánh giá 360 độ áp dụng khả năng nhìn nhận bản thân thông qua cái nhìn của người khác và đem đến một cách nhận thức bản thân. Robert Burns, một nhà thơ người Scotland, từng viết câu thơ ngợi ca điều này. Hỡi Chúa vĩ đại, xin hãy cho chúng con nhìn thấy bản thân mình qua đôi mắt của người khác. Một góc nhìn mang tính mỉa mai khác đến từ W.H. Auden. Ông quan sát rằng vì ta yêu bản thân mình, ta tạo ra một hình ảnh tích cực trong tâm trí mà chọn quên đi những điều xấu xí, trong khi chỉ nhớ đến những gì đáng ngưỡng mộ về chính ta. Ông nói thêm rằng chúng ta cũng làm điều tương tự như vậy đối với hình ảnh trong suy nghĩ của người khác để họ yêu quý ta. Triết gia George Santayana cũng đồng quan điểm, chỉ ra rằng những người khác nghĩ về ta không quan trọng. Chỉ có một điều, một khi ta biết rồi, những suy nghĩ ấy lại ảnh hưởng đến cách ta nghĩ về bản thân. Các nhà triết học xã hội gọi hiệu ứng phản chiếu này là chiếc gương soi bản thân, hay cách ta cho rằng người khác nhìn nhận ta. Theo quan điểm này, cách ta nhìn nhận bản thân sẽ tác động tương tác đến xã hội của ta. Người khác là gương để ta soi bản thân mình. Suy nghĩ này được tóm lại qua câu nói, tôi là con người mà tôi tin bạn cho tôi là thế, qua đôi mắt và đôi tai của người khác. Cuộc sống cho ta ít cơ hội để nhìn được những gì người khác thực sự thấy ở ta. Có lẽ đó là lý do vì sao khóa học mà Bill George đang giảng dạy tại trường kinh doanh Harvard với tên gọi Phát triển lãnh đạo đích thực lại là một trong các khóa học được ưa chuộng nhất và quá tải lượng đăng ký mỗi lần mở. Và khóa học tương tự ở Stanford cũng vậy. George từng nói với tôi, chúng ta không biết rõ về mình cho tới khi ta nghe chính mình kể chuyện đời ta với một người ta tin tưởng. Để có thể đạt được tầm cao nhận thức bản thân ấy, George tạo ra hoạt động gọi là nhóm phương Bắc. Trong đó, phương Bắc là việc tìm ra chiếc la bàn và giá trị cốt lõi trong nội tại mỗi cá nhân. Khóa học của ông cho sinh viên cơ hội để được tham gia các nhóm như vậy. Châm ngôn của các nhóm này là hiểu rõ về bản thân, bắt đầu từ việc bộc lộ bản thân. Các nhóm này, bất cứ ai cũng có thể lập được chúng. Có một sự cởi mở và gần gũi giống như, hay thậm chí còn hơn, các buổi gặp mặt 12 bước hay các nhóm trị liệu mà theo George là có thể đem đến một nơi an toàn cho thành viên, nói về các vấn đề cá nhân họ cảm thấy không thể nêu ra ở những nơi khác, thậm chí với chính các thành viên trong gia đình. Ta không những nhìn bản thân theo cách người khác nhìn ta, ta còn cần nghe bản thân theo cách người khác nghe ta, và chúng ta đang không làm điều này. Chuyên Sanser Gurdry nêu ra một nghiên cứu.
tông giọng của các bác sĩ phẫu thuật sẽ được đánh giá dựa trên các đoạn thông tin 10 giây ghi lại trong các phiên khám với bệnh nhân. Một nửa trong số các bác sĩ này từng bị kiện vì bất cẩn trong chuyên môn và một nửa thì không. Giọng của những người bị kiện thường được đánh giá là độc đoán và thiếu ân cần. Các bác sĩ phẫu thuật thường dành nhiều thời gian với bệnh nhân hơn so với các bác sĩ khác để giải thích các vấn đề chuyên môn cũng như phân tích các nguy cơ trong các ca phẫu thuật. Đó là điều mà các cuộc đối thoại khó khăn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái căng thẳng cao và trở nên cảnh giác trước các biểu hiện về mặt cảm xúc. Khi bệnh nhân đang lắng nghe bác sĩ giải thích các vấn đề chuyên môn cũng như các nguy cơ đáng sợ có thể xảy ra, chiếc radar quét nguy hiểm của não bộ sẽ được bật, tìm kiếm những biểu hiện và manh mối để xác định độ an toàn của tình huống. Sự nhạy cảm quá mức này có thể là một lý do khiến vẻ đồng cảm hay quan tâm được thể hiện trong giọng nói của bác sĩ, hay đúng hơn là không được thể hiện. Điều đó sẽ là cơ sở để người ta dự đoán vị bác sĩ liệu có thể bị kiện nếu có chuyện xảy ra hay không. Độ vang âm của hộp sọ người khiến ta cảm nhận giọng của bản thân rất khác so với những gì người khác nghe được. Thế nhưng tông giọng của ta có tác động rất lớn. Nghiên cứu cho thấy khi nhận những lời nhận xét tiêu cực được nói bằng giọng ấm áp và khích lệ, người ta sẽ cảm giác lạc quan hơn bất chấp lời nhận xét là gì. Thế nhưng khi nghe lời đánh giá tích cực trong giọng nói lạnh lùng và xa cách, người ta lại cảm thấy đó là tin buồn dù đó là tin vui. Bài viết trong chuyên san Surgery nêu ra một giải pháp cho các bác sĩ nghe lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với bệnh nhân để họ nghe được và luyện tập cách nói để thể hiện sự đồng cảm và quan tâm, nghe bản thân theo cách người khác nghe họ. Tư duy tập thể bảo thủ, điểm mù chung. Giữa cơn suy thoái kinh tế trong ngành đầu tư, một cuộc phỏng vấn được thực hiện với một người làm trong mảng phái sinh giới chuẩn, subprime. Công việc của anh là tạo ra chính thứ công cụ tài chính này. Anh giải thích rằng mình sẽ thường xuyên phải tiếp cận các khoản thế chấp giới chuẩn và chia chúng ra làm 3 nhóm, nhóm tốt, nhóm ổn và nhóm xấu. Anh ta được hỏi một câu, có ai lại muốn mua những thứ đó? Anh ta trả lời, những tên ngốc. Đương nhiên có vẻ như khá nhiều người thông minh đã đầu tư vào các sản phẩm phái sinh này, phớt lờ tín hiệu rằng chúng không đáng mạo hiểm và chú trọng vào những tín hiệu ủng hộ cho quyết định của họ. Khi xu hướng bỏ qua tín hiệu xấu này trở thành một sự tự lừa dối bản thân chung, nó sẽ trở thành một tư duy tập thể, nhu cầu ngầm về việc bảo vệ một quan điểm được ưu tiên bằng không xét đến các thông tin phản đối quan trọng, sẽ dẫn đến các điểm mù chung và khiến người ta đưa ra các quyết định sai lầm. Nội các của Tổng thống George Bush và quyết định xâm lược Iraq được đưa vào bằng chứng vũ khí hủy diệt hàng loạt là một ví dụ điển hình. Tương tự, cộng đồng những người tham gia thị trường tài chính gây ra suy thoái, vay phái sinh cũng là một trường hợp như vậy. Trong cả hai trường hợp, tư duy tập thể bảo thủ đến nguy hại đã biến những người đưa ra quyết định này trở thành một nhóm bị tách biệt, không thể tự đặt những câu hỏi hợp lý, trong khi chấp nhận bỏ qua những dữ liệu chứng minh ngược lại, và thế là họ từ biến mình trượt dài. Năng lực nhận thức được phân bổ đều giữa các thành viên của một nhóm hay một mạng lưới, một vài người là chuyên gia trong một lĩnh vực, trong khi những người khác có các thế mạnh phụ trợ khác. Khi thông tin được đổ vào và trao đổi một cách tự do trong nhóm, người ta có thể đưa ra các quyết định hợp lý nhất. Thế nhưng tư duy tập thể lại bắt đầu từ một quan niệm ngầm. Chúng ta đã biết hết những gì cần biết. Một công ty chuyên quản lý đầu tư cho giới siêu giàu từng cho Daniel Kahneman một kho vàng, thành quả đầu tư trong 8 năm dành cho 25 cố vấn tài chính của họ. Sau khi phân tích dữ liệu, Kahneman thấy rằng không có bất cứ mối liên hệ nào giữa kết quả mà các cố vấn này nhận được trong các năm. Nói cách khác, không có một cố vấn nào thực sự vượt trội hơn người khác trong chuyện quản lý tiền bạc của khách hàng. Kết quả của họ hoàn toàn chỉ ngẫu nhiên. Thế nhưng tất cả làm như họ sở hữu một kỹ năng đặc biệt nào đó, và những người có kết quả tốt nhất mỗi năm lại được thưởng khoản khá lớn. Sau khi có kết quả trong tay, Kahneman gặp mặt các vị sếp lớn của công ty và thông báo rằng họ đang thưởng vì may mắn như thưởng vì kỹ năng. Đáng ra đó phải là một tin sốc, nhưng các vị quản lý rất bình tĩnh và tiếp tục dùng bữa. Kahneman nói, tôi tin chắc rằng thông tin tôi đưa ra sớm bị cho và rơi vào quên lãng, và mọi người vẫn cứ tiếp tục như cũ trong công ty. Đã có một sự tấn công và ảo tưởng về kỹ năng, vốn đã ăn sâu trong văn hóa của ngành này. Thế nhưng, việc thách thức các quan niệm căn bản ấy sẽ đe dọa kế, sinh nhai và lòng tự trọng của các cá nhân trong ngành, và vì thế sẽ không được tiếp thu. Anh nói thêm, vào những năm 60 của thế kỷ trước, khi phong trào quyền công dân đang sụp sôi ở phía Nam, tôi có tham gia một cuộc biểu tình trước một tiệm tạp hóa ở California, quê hương của tôi. Lúc đó, họ không thuê nhân công là người Mỹ gốc Phi,
nhưng phải rất nhiều năm sau tôi mới nhận ra đã có một sự phân biệt chủng tộc không chính thức diễn ra từ lâu. Đó là khi tôi biết về công trình của George Ogbu, một nhà nhân chủng học người Nigeria đang làm việc tại Đại học California, Berkeley. Người đã đến một thị trấn gần chỗ tôi để nghiên cứu về hệ thống phân theo đẳng cấp. Tôi nhận ra rằng trường cấp 3 mình học hầu như đều là người da trắng, với rất ít người châu Á và người Hispanic, những người thuộc nhóm nói tiếng Tây Ban Nha. Một trường khác thì chủ yếu là người da đen với một vài người Hispanic. Một trường khác lại là sự hòa trộn tất cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề đó. Khi đứng trước quầy tạp hóa, tôi đã nhận thấy được sự phân biệt họ phải đối diện, nhưng không nhận thức được rằng mình cũng là một phần của quy luật sâu rộng hơn. Một cấu trúc phân cấp xã hội ngầm ở nơi ta sống, cũng như nơi người ta chọn lọc ở thời kỳ đó. Tính thiếu công bằng đã ẩn vào trong chính hoàn cảnh sống, khiến chúng ta quen với nó thay vì nghĩ về nó, và thực sự sẽ cần rất nhiều nỗ lực để có thể đưa ra được vấn đề này trở thành tầm ngắm chung. Xu hướng tự lừa dối bản thân này dường như là một sự bóp méo tư duy phổ biến. Ví dụ, khi cánh lái xe đánh giá năng lực của mình, khoảng 3/4 cho rằng mình khá hơn so với mức trung bình. Lạ hơn nữa, những người từng gặp tai nạn xe hơi lại nhiều khả năng đánh giá mình tốt hơn so với người chưa từng gặp tai nạn. Điều này còn lạ hơn nữa, nhìn chung thì hầu hết mọi người cho rằng mình sẽ không đánh giá bản thân quá cao. Các kết quả đánh giá do chính phủ thể tự nổi lên này cho thấy hiệu ứng trên mức trung bình, một hiệu ứng được thấy khi người ta đánh giá những đặc tính tốt, từ năng lực và sự sáng tạo cho tới độ thân thiện và tính trung thực. Tôi đọc câu chuyện của Kahneman trong cuốn sách rất thú vị của anh, cuốn Thinking Fast and Slow, tạm dịch suy nghĩ nhanh và chậm. Trong chuyến bay từ Boston tới London, trong khi máy bay hạ cánh, tôi trò chuyện với anh bạn ngồi bên kia, người đã liếc nhìn bìa sách. Anh ta bảo tôi mình đã định đọc cuốn sách và thật tình cờ, anh nói mình chuyên quản lý việc đầu tư tài sản cho các cá nhân giàu có. Khi máy bay dừng dần trên đường băng và vào cổng tại Heathrow, tôi tóm tắt nội dung cuốn sách cho anh bạn cùng đi, không quên nhắc tới câu chuyện về công ty tài chính và nói rằng dường như ngành nghề của anh đang trao thưởng cho vận may như trao thưởng cho kỹ năng. Anh nhún vai đáp, tôi đoán là mình không cần đọc cuốn sách này rồi. Khi Kahneman báo cáo kết quả cho chính các vị quản lý, họ cũng đã phản hồi với sự thờ ơ như vậy. Theo những cách anh nói thì, não họ không chịu tiêu hóa sự thật ấy. Rất cần đến một sự siêu nhận thức, mà trong trường hợp này là nhận thức về việc ta đang thiếu nhận thức, để có thể đưa ra ánh sáng những sự thật vốn được vùi lấp giữa thờ ơ hay chối bỏ. Muốn ngộ ra điều gì, ta phải bắt đầu với việc nhìn ra những gì ta chưa nhận thấy, chứ đừng phớt lờ những điều đó. Thông minh chấp nhận rủi ro cần dựa vào một quá trình thu thập và kiểm tra dữ liệu đa dạng và nghiêm túc. Trong khi các quyết định ngu ngốc thường được đưa ra khi có quá ít thông tin đầu vào, những nhận xét thẳng thắn từ những người ta tin tưởng và tôn trọng sẽ tạo ra một sự nhận thức bản thân, giúp ta tránh được các thông tin sai lệch hay các quan điểm đáng ngờ. Một thứ thuốc giải khác cho tư duy tập thể là mở rộng mạng lưới quan hệ vượt ra ngoài khu vực an toàn hay phòng tránh sự biệt lập theo nhóm thông qua tìm cho mình một vài người đáng tin cậy và có thể bắt ta phải thật lòng. Đa dạng hóa một cách thông minh các mối quan hệ này không chỉ giới hạn trong việc cân bằng giới tính hay sắc tộc. Hãy tìm những người nhiều ở nhiều độ tuổi, khách hàng hay bất cứ ai có thể đem lại một cái nhìn mới mẻ. Vào thời kỳ đầu hoạt động, các máy chủ của chúng tôi bị sập. Vị giám đốc tại một công ty điện toán đám mây chia sẻ, các đối thủ liên tục theo dõi chúng tôi và rồi giúp chúng tôi nhận được không biết bao nhiêu cuộc gọi từ cánh nhà báo hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi không trả lời các cuộc gọi này vì không biết phải nói gì. Thế rồi một nhân viên, vốn là một cựu nhà báo, nghĩ ra một giải pháp rất sáng tạo. Một trang web tên là Just Cloud, đám mây niềm tin, nơi chúng tôi cởi mở về những gì đang xảy ra với máy chủ của mình. Có vấn đề gì, chúng tôi đang khắc phục thế nào, tất cả mọi thứ khác. Ý tưởng đó thực sự là rất lạ với hầu hết quản lý ở đó. Họ đến từ các công ty công nghệ, nơi yếu tố bí mật là ưu tiên hàng đầu. Quan niệm được coi là hiển nhiên rằng họ cần phải giữ kín vấn đề chính là yếu tố manh nha của tư duy tập thể bảo thủ. Thế nhưng một khi chúng tôi quyết định minh bạch, vị giám đốc nói tiếp, vấn đề cũng biến mất. Khách hàng thì yên tâm vì sẽ biết có vấn đề gì đang xảy ra và cánh nhà báo thì thôi không gọi nữa. Và như thẩm phán tòa án tối cao Felix Frankfurter từng nói, ánh sáng chính là thứ thuốc sát trùng tốt nhất. Tổng kết: cách ta nhìn nhận bản thân sẽ tác động đến tương tác xã hội của ta. Người khác là gương để ta soi bản thân mình. Suy nghĩ này được tóm lại qua câu nói, tôi là người mà tôi tin bạn cho tôi là thế. Qua đôi mắt và đôi tai người khác,
Ta không những cần nhìn bản thân theo cách người khác nhìn ta, ta còn cần nghe bản thân theo cách người khác nghe ta. Độ vang của âm hộp sọ, người khiến ta cảm nhận giọng của bản thân rất khác với những gì người khác nghe được. Thế nhưng tông giọng của ta có tác động rất lớn. Nghiên cứu cho thấy khi nhận những lời nhận xét tiêu cực được nói bằng giọng ấm áp và khích lệ, người ta sẽ cảm thấy lạc quan hơn, bất chấp lời nhận xét là gì. Thế nhưng khi nghe lời đánh giá tích cực trong giọng nói lạnh lùng và xa cách, người ta lại cảm thấy buồn dù đó là tin vui. Tư duy tập thể bảo thủ, điểm mù chung. Khá nhiều người thông minh đã đầu tư vào các sản phẩm phái sinh, phớt lờ tín hiệu rằng chúng không đáng mạo hiểm và chú trọng vào những tín hiệu ủng hộ cho quyết định của họ. Khi xu hướng bỏ qua tín hiệu xấu này trở thành một sự tư lừa dối bản thân chung, nó sẽ trở thành một tư duy tập thể. Nhu cầu ngầm về việc bảo vệ một quan điểm được ưu tiên bằng cách không xét đến các thông tin phản đối quan trọng sẽ dẫn đến các điểm mù chung và khiến người ta đưa ra các quyết định sai lầm. Năng lực nhận thức được phân bổ đều giữa các thành viên của một nhóm hay một mạng lưới. Một vài người là chuyên gia trong một lĩnh vực, trong khi những người khác có thế mạnh phụ trợ khác. Khi thông tin được cung cấp và trao đổi một cách tự do trong nhóm, người ta có thể sẽ đưa ra quyết định hợp lý nhất. Thế nhưng tư duy tập thể lại bắt đầu từ một quan niệm ngầm, chúng ta đã biết hết những gì cần biết. Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần đến một sự siêu nhận thức về việc ta đang thiếu nhận thức để có thể đưa ra ánh sáng những sự thật vốn bị vùi lấp bởi sự thờ ơ hay chối bỏ. Muốn ngộ ra điều gì, ta phải bắt đầu với việc nhìn ra những gì ta chưa nhận thấy, chứ không phải việc vớt lờ những điều đó. Thông minh chấp nhận rủi ro cần dựa vào một quá trình thu thập và kiểm tra dữ liệu đa dạng và nghiêm túc. Trong khi đó, các quyết định ngu ngốc thường được đưa ra khi có quá ít thông tin đầu vào. Những nhận xét thẳng thắn từ những người ta tin tưởng và tôn trọng sẽ tạo ra một sự nhận thức bản thân, giúp ta tránh được các thông tin sai lệch hay các quan niệm đáng ngờ. Một thứ thuốc giải khác cho tư duy tập thể là mở rộng mạng lưới quan hệ, vượt ra ngoài khu vực an toàn hay phòng tránh sự biệt lập theo nhóm thông qua việc tìm cho mình một vài người đáng tin cậy và có thể bắt ta phải thật lòng. Chương 8. Công thức kiểm soát bản thân. Khi con trai tôi tầm 2 tuổi, thi thoảng lúc thằng bé quấy, tôi dùng cách làm nó phân tâm để dỗ dành. Nhìn chú chim kia, hay kêu lên hào hứng, cái gì kia, và không quên nhìn hay chỉ tay về một thứ nào đó. Sự chú ý quyết định tới cảm xúc. Chiều này sử dụng sự chú tâm có chọn lọc để hạn chế hoạt động của vùng hạch não đang trong trạng thái kích thích. Chỉ cần một đứa bé còn đang chú ý tới một vật thú vị nào đó, cảm giác bứt rứt kiến mất. Nhưng ngay khi vật đó không còn thu hút được nó, cảm giác khó chịu sẽ quay trở lại, nếu như vẫn còn đang được lưu lại trong hệ thống của vùng hạnh. Vậy bí quyết ở đây là giữ cho đứa trẻ bị cuốn hút đủ lâu để vùng hạnh yên trở lại. Khi trẻ em học cách sử dụng phương thức chuyển hướng chú ý này, chúng cũng sẽ học được một trong những kỹ năng kiểm soát cảm xúc đầu tiên, một kỹ năng có tầm quan trọng to lớn trong cuộc sống sau này của chúng, làm chủ vùng hạnh bất kham. Việc này đòi hỏi sự chú tâm xử lý, khả năng bắt đầu phát triển ở tầm 3 tuổi khi trẻ có thể hiện kiểm soát có nỗ lực, chủ động tập trung, phớt lờ sao lãng và ngăn chặn thô thúc bốc đồng. Các bậc cha mẹ có thể nhận ra mức quan trọng này khi một đứa trẻ chủ động nói không với một thứ cám dỗ, như chờ ăn tráng miệng sau khi ăn thêm vài miếng trên đĩa. Điều này cũng phụ thuộc vào chú tâm xử lý và sẽ phát triển thành ý chí và kỷ cương, giống như cách ta kiểm soát các cảm xúc khó chịu và lờ đi những suy nghĩ bốc đồng để thực sự tập trung cho một mục tiêu. Khi lên 8, hầu hết trẻ em đều đã làm chủ tốt những chú tâm xử lý. Công cụ thần kinh này kiểm soát hoạt động của các hệ thống não bộ, phụ trách những kỹ năng nhận thức khác như con học hay làm toán, cùng các hoạt động học thuật khác nói chung. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần 5. Tâm trí chúng ta dùng nhận thức bản thân để duy trì mọi hoạt động. Siêu nhận thức, tức nghĩ về hoạt động suy nghĩ, cho chúng ta biết các hoạt động thần kinh đang diễn ra ra sao để ta điều chỉnh nếu cần. Siêu cảm xúc tương tự cũng điều chỉnh dòng cảm nhận và thu thúc của ta. Trong kết cấu của não bộ, nhận thức bản thân được gắn với khả năng điều chỉnh cảm xúc của chúng ta, cũng như cảm nhận được cảm xúc của người khác. Sự kiểm soát bản thân được thực hiện bởi các vùng não bộ vốn là nền tảng cho chức năng xử lý thần kinh, bao gồm nhận thức và điều chỉnh bản thân. Các nhà khoa học coi khả năng kiểm soát này là tối quan trọng cho cuộc sống của con người. Chú tâm xử lý chính là mấu chốt của quản lý bản thân. Năng lực điều hướng tập trung vào một thứ trong khi phớt lờ những thứ khác khiến ta nhớ ra cái eo của mình khi nhìn hộp kem sô-cô-la trong tủ lạnh. Những quyết định nhỏ này lại chính là nguồn gốc của ý chí và là cốt lõi của khả năng điều chỉnh bản thân.
Não bộ là cơ quan cuối cùng của cơ thể phát triển về mặt giải phẫu, khi vẫn tiếp tục tăng trưởng và định hình khi ta chạm đến tuổi 20, cùng với đó là sự phát triển của mạng lưới thần kinh chú ý. Có lẽ bất cứ bậc cha mẹ nào cũng sẽ thấy một đứa trẻ đều rất khác biệt. Có đứa tập trung hơn, có đứa hiền lành hơn hay hoạt bát hơn. Sự khác biệt trong tâm trí thể hiện sự trưởng thành cũng như yếu tố di truyền của các mạng lưới thần kinh. Vậy bao nhiêu phần trăm khả năng chú tâm của ta là do di truyền? Điều này còn tùy, mỗi mạng lưới thần kinh chú ý lại có một mức độ di truyền khác nhau. Yếu tố di truyền mạnh nhất là ở hệ thống kiểm soát xử lý. Mặc dù vậy, việc xây dựng kỹ năng này cũng phụ thuộc rất nhiều vào những gì ta được học trong cuộc sống. Di truyền học biểu sinh, ngành khoa học về tác động của môi trường lên gen của ta, thì ra rằng việc được hưởng một bộ gen không thôi là chưa đủ. Các gen còn cần có một nút bẩm sinh hóa. Nếu các gen này không bao giờ được bật lên, thì coi như ta cũng không sở hữu nó. Nút bật này có thể có nhiều dạng, bao gồm chế độ ăn, các phản ứng sinh hóa trong cơ thể, hay có thể là những gì ta học được. Ý chí là vận mệnh. Nghiên cứu trong hàng thập kỷ đã cho ta thấy tầm quan trọng đặc biệt của ý chí trong quyết định tới đường đời của một người. Một trong số các nghiên cứu đầu tiên là một dự án nhỏ vào những năm 1960. Những đứa trẻ từ các gia đình nghèo được tham gia một chương trình mầm non giúp chúng rèn luyện khả năng kiểm soát bản thân cùng các kỹ năng sống khác. Dự án cũng kỳ vọng nâng cao được chỉ số IQ của trẻ, nhưng thất bại. Thế nhưng nhiều năm sau đó, khi nhóm trẻ này được đem so với các trẻ có hoàn cảnh tương tự nhưng không được tham gia vào chương trình, thì kết quả cho thấy nhóm này có tỷ lệ thấp hơn ở các vấn đề như mang thai tuổi thành niên, bỏ học, phạm tội hay thậm chí số ngày nghỉ làm. Kết quả này đã là cơ sở lập luận chủ chốt cho sự hình thành của các chương trình mầm non, khởi đầu sớm, Head Start, mà ngày nay đã trở nên rất phổ biến trên đất Mỹ, hay có thí nghiệm kẹo dẻo nổi tiếng được thực hiện bởi nhà tâm lý học Walter Mischel của Đại học Stanford trong những năm 1970. Mischel lần lượt mời các trẻ 4 tuổi vào phòng vui chơi ở trường mầm non Bing trong khuôn viên Đại học Stanford. Trong căn phòng này được bày một khay kẹo dẻo cùng rất nhiều món khác, và lũ trẻ được cho chọn một món chúng thích. Nhưng đây mới là phần khó. Người thực hiện thí nghiệm sẽ bảo với đứa trẻ: cháu có thể ăn ngay bây giờ nếu muốn, nhưng nếu cháu không ăn mà chờ đến khi bác đi giải quyết xong chút việc, cháu sẽ được hai món liền. Căn phòng hoàn toàn không có bất kỳ vật gì gây sao lãng, không có đồ chơi hay sách báo, hay thậm chí một bức tranh. Trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy, khả năng kiểm soát bản thân là một thành tựu lớn với một đứa trẻ 4 tuổi. Khoảng 1/3 số trẻ quyết định lấy kẹo ăn ngay, trong khi 1/3 chờ khoảng thời gian 15 phút, tưởng chừng như vô tận để tự thưởng thêm một món, và 1/3 còn lại lấy kẹo khi được một nửa thời gian. Đáng chú ý hơn cả, những đứa trẻ chống lại được sự cám dỗ không có kết quả đo lường cao hơn khi đánh giá mức độ kiểm soát xử lý, đặc biệt là trong khả năng điều hướng sự chú ý. Theo Mischel, cách ta tập trung chính là chìa khóa cho ý chí. Sau hàng trăm giờ quan sát lũ trẻ chống lại cám dỗ, ông rút ra rằng phân bổ chú ý một cách chiến lược chính là một kỹ năng thiết yếu. Những đứa trẻ chờ được 15 phút đã tìm cách tự gây sao lãng bằng những chiến thuật như giả vờ đóng kịch, hát, lấy tay che mắt. Nếu trẻ cứ chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo, chắc chắn nó sẽ thất bại và chiếc kẹo thì biến mất. Có ít nhất 3 loại chú tâm, trong đó tất cả đều quan đến khả năng xử lý, sẽ tham gia vào quá trình kiềm chế bản thân trước cám dỗ tức thời. Trước tiên là khả năng tự mình ngắt tập trung khỏi vật ta thèm muốn. Thứ hai là chống lại yếu tố gây sao lãng và giúp ta tập trung vào thứ khác. Có thể là một vở kịch trong tưởng tượng để ngăn ta không nhớ đến thứ hấp dẫn kia nữa. Và cuối cùng là khả năng tập trung vào một mục tiêu trong tương lai, ví dụ như việc được hai cái kẹo. Tất cả những điều này tạo nên ý chí của con người. Ừ thì hoan hô các cháu đã biết kiểm soát bản thân trong một tình huống được sắp đặt như thí nghiệm kẹo dẻo. Thế nhưng làm sao để ta chống lại cám dỗ trong đời thực? Đây là lúc ta cần kể đến các trẻ em tại Dunedin, New Zealand. Dunedin có dân số chỉ tầm 100.000 người và là nơi có một trường đại học nằm trong nhóm lớn tất cả nước. Đặc điểm này là khiến nơi đây lý tưởng cho một nghiên cứu được cho là quan trọng nhất trong ngành khoa học chuyên tìm hiểu về bí quyết thành công trong cuộc sống. Trong một dự án đầy tham vọng, 1.037 trẻ em, tất cả đều là những đứa trẻ được sinh ra trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó, đã được nghiên cứu từ thời thơ ấu cho tới nhiều thập kỷ sau bởi một nhóm các nhà khoa học từ nhiều nước. Nhóm nghiên cứu này gồm những người thuộc nhiều mảng, mỗi người đều có các quan điểm khác nhau về yếu tố chủ chốt cho khả năng nhận thức và kiểm soát bản thân.
lũ trẻ đã trải qua vô vàn những bài kiểm tra trong những năm đi học, từ việc đánh giá khả năng chịu đựng cảm giác chán trường và bồn chồn cho tới khả năng tập trung và kiên định. Sau 2 thập kỷ, ngoài 4% không liên lạc được, tất cả các trẻ này đều được liên lạc lại. Một công việc dễ dàng hơn nhiều ở một quốc gia ổn định như New Zealand so với các quốc gia có mức dịch chuyển cao như là Mỹ. Lúc này, lũ trẻ đã trở thành những người trưởng thành vừa được đánh giá theo các tiêu chí. Sức khỏe, các bài kiểm tra thể chất và trong phòng thí nghiệm đã xem xét các chỉ số tim mạch, trao đổi chất, thần kinh, hô hấp, thậm chí là nha khoa và độ viêm nhiễm. Thịnh vượng, họ có tài sản tiết kiệm hay không và có đang độc thân hay nuôi con, có sở hữu nhà, có vấn đề về tín dụng, đầu tư hay quỹ hưu trí hay không. Hành vi phạm tội, tất cả hồ sơ pháp lý tại Australia và New Zealand đều được nghiên cứu để xem họ có thực hiện hành vi phạm pháp nào hay không. Kết quả kiểm soát bản thân thời thơ ấu càng tốt, những người đến từ Dunedin này sống càng ổn thỏa khi vào tuổi 30. Họ có sức khỏe tốt hơn, thành công hơn về mặt tài chính và là các công dân tuân thủ luật pháp. Ngược lại, nếu càng kém trong khoản kiểm soát tâm trạng bộc phát khi còn nhỏ, người ta càng kiếm được ít, sức khỏe càng kiếu ổn định và họ có khả năng phạm tội cao hơn. Một sự thật gây sốc, phân tích dữ liệu cho thấy để dự đoán thành công về tài chính và sức khỏe hay nguy cơ phạm tội, mức độ kiểm soát bản thân ở trẻ quan trọng không kém gì địa vị xã hội, sự thịnh vượng của gia đình hay chỉ số thông minh. Ý chí là một thế lực độc lập cho sự thành công trong cuộc sống. Trên thực tế, đối với riêng thành công về tài chính, sự kiểm soát bản thân thời thơ ấu còn thể hiện là một yếu tố dự đoán chuẩn xác hơn cả chỉ số thông minh, địa vị xã hội hay thân thế gia đình. Sự thành công trong học tập cũng vậy. Một thí nghiệm ở các học sinh lớp 8 được thưởng $1 ngay tại chỗ hoặc $2 nếu chờ sau một tuần. Kết quả, mức độ kiểm soát bản thân có quan hệ tỷ lệ thuận với điểm trung bình tích lũy, thậm chí còn hơn cả chỉ số thông minh. Khả năng kiểm soát bản thân tốt không chỉ đồng nghĩa với điểm số tốt mà còn khả năng điều chỉnh cảm xúc, kỹ thuật liên nhân, cảm giác an toàn và khả năng thích nghi tốt. Tóm lại, một điều quan trọng, trẻ em có thể có tuổi thơ sung túc về mặt kinh tế, thế nhưng nếu chúng không biết cách làm chủ kỹ năng kiểm soát ham muốn để theo đuổi mục tiêu, thì lợi thế đầu đời cũng sẽ trở thành vô nghĩa sau này. Ví dụ, ở Mỹ, chỉ 2 trên 5 trẻ có cha mẹ nằm trong top 20% người giàu có, sau này đạt được địa vị tương tự, khoảng 6% tụt xuống nhóm đáy, 20% những người nghèo khó. Tinh thần nỗ lực cũng là một đòn bẩy tuyệt vời trong dài hạn, không kém gì việc học trường sang, có gia sư kèm thi SAT, hay tham gia các trại hè giáo dục đắt đỏ. Đừng xem thường giá trị của việc tập đàn guitar hay biết giữ lời hứa cho ăn và dọn chuột của chú chuột lang. Một điều quan trọng khác, bất cứ điều gì ta có thể làm để tăng khả năng kiểm soát về mặt nhận thức cho trẻ, ta đang giúp chúng trong cuộc sống sau này, thậm chí quái vật bánh quy cũng có thể học cách thành công. Quái vật bánh quy học cách ăn. Tôi có dịp từng ghé thăm CC Workshop, đại bản doanh của các nhân vật như Bert, Ernie, Big Bird hay quái vật bánh quy, cùng nhiều gương mặt khác trong Sesame Street, phố Sesame. Chương trình được phát sóng tại hơn 120 quốc gia. Ngày hôm đó, nhóm nhân sự chính có một buổi họp với các nhà khoa học về nhận thức và não bộ. Phố Sesame kết hợp với giải trí với giáo dục. Mỗi tập của chương trình lại mang theo một mục tiêu kiến thức nào đó. Trích lời của Michael Levin, giám đốc điều hành của trung tâm John Gain Coney tại buổi hội thảo, mọi thứ chúng tôi cho lên sóng đều được đảm bảo tính giá trị giáo dục. Một mạng lưới các chuyên gia học thuật sẽ xem xét nội dung chương trình, trong khi các chuyên gia thực sự chính là các trẻ mẫu giáo sẽ đảm bảo khán giả mục tiêu của chương trình hiểu rõ được thông điệp. Các chương trình có trọng tâm rõ ràng như một khái niệm toán học sẽ được thử nghiệm lần nữa để xem lũ trẻ có thực sự thu được những gì mang tính giáo dục hay không. Buổi họp hôm đó với các nhà khoa học là về chủ đề các yếu tố căn bản của nhận thức. Chúng tôi cần các nhà nghiên cứu hàng đầu và nhà biên kịch hàng đầu để phát triển chương trình, Levin nói, nhưng chúng tôi cũng cần làm cho nó phù hợp với chương trình. Kiến thức từ các khoa học và chơi cùng kiến thức ấy cần phải có sự vui vẻ. Tôi lấy ví dụ về bài học kiểm soát cơm bốc đồng, một đoạn trong phần về câu lạc bộ chuyên gia bánh quy Alan, chủ nhân cửa hiệu Hopper trên phố Sesame, nướng bánh quy và mời các thành viên câu lạc bộ nếm thử. Thế nhưng không một ai nghĩ đến chuyện cho quái vật bánh quy tham gia. Khi bánh quy bất ngờ xuất hiện, đương nhiên cậu ta muốn ăn hết số bánh. Alan giải thích cho bánh quy rằng nếu muốn là thành viên của câu lạc bộ, cậu phải kiềm chế được sự thèm muốn ăn hết bánh của mình. Thay vào đó, cậu phải tận hưởng trải nghiệm ấy. Trước tiên, cậu phải cầm một chiếc bánh, tìm những điểm chưa hoàn hảo, ngửi mùi rồi cắn một chút thôi. Nhưng bánh quy
vốn là hiện thân của sự bốc đồng, nhanh chóng rơi tái chiếc bánh. Để có được các chiến lược cho sự điều chỉnh bản thân trong tập phim này, theo Rosemis Chuklio, phó giám đốc cấp cao về giáo dục và nghiên cứu, họ đã phải tham vấn với chính Walter Mitchell, cha đẻ của bài kiểm tra kẹo dẻo. Mitchell gợi ý hãy dạy cho bánh quy các chiến thuật kiểm soát nhận thức như hãy coi chiếc bánh như một thứ khác và nhắc nhở cậu về thứ đó. Thế là bánh quy nhìn chiếc bánh hình tròn và thấy nó giống chiếc yo-yo và liên tục nhắc mình chiếc bánh là yo-yo, nhưng rồi cậu vẫn sơi tái nó. Để giúp bánh quy có thể cắn những miếng nhỏ, đòi hỏi sự chiến thắng của ý chí, Mitchell gợi ý một phương pháp giảm tốc độ bốc đồng khác. Alan nói với bánh quy, tớ biết chuyện này rất khó với cậu, nhưng cái gì quan trọng hơn này, ăn chiếc bánh này ngay hay được vào câu lạc bộ nơi cậu sẽ có đủ thứ bánh quy. Và phương pháp này đã hiệu quả. Một tâm trí dễ bị sao lãng bởi một chiếc bánh quy nhỏ bé sẽ không có đủ sức để hiểu các khái niệm về phân số, chưa nói gì đến các phép toán. Một phần nội dung chương trình của Phú Si Xem nhấn mạnh vào các yếu tố của sự kiểm soát xử lý, nền tảng kiên quyết hiểu được các chủ đề STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Giáo viên ở các bậc học đầu đời thường hay nói với chúng tôi rằng họ cần học sinh đến và ngồi yên, tập trung kiểm soát cảm xúc, lắng nghe chỉ dẫn, hợp tác và kết bạn. Chuklio nói, như thế họ mới có thể dạy chúng chữ cái và chữ số. Levin nói rằng, phát triển tư duy toán học và các kỹ năng đọc viết đầu đời đòi hỏi sự kiểm soát cá nhân, vốn dựa nhiều vào các thay đổi trong chức năng xử lý từ thời mẫu giáo. Các phương tiện kiểm soát liên quan đến chức năng xử lý này có liên hệ mật thiết với năng lực toán học và ngôn từ. Ông nói thêm, việc dạy các kỹ năng tự điều chỉnh này thực sự có thể định hình lại một phần não bộ chưa hoàn thành phát triển ở giới trẻ. Quyền được lựa chọn. Bạn thích bức tranh này chứ? Nhiều người trên thế giới nói rằng các bức tranh phong cảnh như thế này là thể loại ưa thích của họ. Một bức tranh thủy mặc nhìn từ trên cao, hướng về dòng sông và đồng cỏ, còn có một vài loài vật nữa. Có lẽ sự ưa thích chung này xuất phát từ thời tiền sử xa xưa, khi tổ tiên chúng ta sống trên các thảo nguyên hay trong các hang động khép mình bên sườn núi, tìm kiếm chốn trú chân và hơi ấm. Nếu đến đây bạn vẫn đang đọc tiếp được những gì tôi viết, thay vì quay lại nhìn bức tranh yên ả kia dù vẫn có gì thôi thúc, bạn đang tự tạo trong đầu mình một sự đấu tranh giữa tập trung và sao lãng. Sự căng thẳng này xảy ra bất cứ khi nào ta cố gắng tập trung vào một thứ và phớt lờ sự cám dỗ của thứ khác. Điều đó đồng nghĩa với việc đang có những bất đồng thần kinh xảy ra, một trạng thái giằng co giữa mạch tư duy chiều xuôi và chiều ngược. Nhân tiện thì nhớ là đừng nhìn lại bức ảnh, cứ đọc tiếp đi để tôi nói cho bạn biết về những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Xung đột nội tâm này cũng giống như khi một đứa trẻ phải cố gắng ngăn không cho tâm trí mình bị lơ đãng lúc đang làm toán để quay sang kiểm tra tin nhắn từ người bạn thân. Hay cứ thử kiểm tra năng lực toán học tự nhiên của một học sinh, bạn sẽ nhận thấy một sự phân hóa. Một số trẻ thì khá tệ, một số thì không thực sự giỏi, và chỉ tầm 10% là cho thấy tiềm năng thực sự. Nếu tiếp tục theo dõi 10% này trong một năm học, một lớp toán nâng cao, phần lớn sẽ đạt điểm số cao, nhưng trái với dự đoán, vẫn có một phần các học sinh tiềm năng này đạt kết quả thấp. Giờ thì hãy cho mỗi học sinh này một thiết bị sẽ kêu lên vào các thời điểm ngẫu nhiên trong ngày, sau đó yêu cầu các em đánh giá tâm trạng của mình vào thời điểm đó. Nếu đang làm toán lúc đó, các em sẽ có kết quả tốt, nói sẽ nói mình ở trong trạng thái tích cực nhiều hơn là lo lắng. Nhưng những học sinh có kết quả kém thì ngược lại, các em ở trong trạng thái lo âu nhiều gấp 5 lần so với thoải mái. Tỷ lệ này cho thấy việc đôi khi những người có tiềm năng lớn lại có thể vấp ngã trong học tập. Theo khoa học nhận thức, sự chú tâm cũng chỉ có mức độ giới hạn. Trí nhớ ngắn hạn tạo ra một cái nút cổ chai cho phép ta lưu trữ một lượng thông tin nhất định tại một thời điểm. Như đã đề cập ở chương 1, khi sự lo lắng xuất hiện và tác động đến giới hạn chú ý của ta, những suy nghĩ vẩn vơ sẽ làm giảm băng thông dành cho việc làm toán. Năng lực nhận ra mình đang lo âu để có biện pháp tập trung trở lại phụ thuộc vào khả năng nhận thức bản thân. Khả năng siêu nhận thức này cho phép ta giữ tâm trí của mình trong trạng thái tốt nhất cho công việc đang làm, có thể là giải phương trình đại số, bắt chước công thức nấu ăn hay ăn mặc sao cho hợp thời. Bất kể tài năng của ta là gì, nhận thức bản thân sẽ giúp ta thể hiện được chúng một cách tốt nhất. Trong số rất nhiều các sắc thái và loại hình chú tâm, có hai loại rất cần cho nhận thức bản thân. Chú tâm có chọn lọc cho phép ta chú tâm vào một mục tiêu và phớt lờ mọi thứ khác. Chú tâm cho phép ta tiếp cận thông tin từ thế giới bên ngoài cũng như bên trong ta và đón nhận những dấu hiệu tinh vi mà đôi khi ta bỏ lỡ. Theo Richard Davidson, nếu một trong hai loại chú tâm này ở mức cực độ
có thể là quá tập trung vào thế giới xung quanh hay quá cởi mở trước những diễn biến, ta sẽ không thể nào nhận thức được bản thân. Chức năng xử lý này bao gồm chú ý tới chính khả năng chú ý, hay nói một cách chung chung hơn là nhận thức về trạng thái thần kinh của ta. Điều này giúp ta theo dõi và đảm bảo được mức độ tập trung của mình. Chức năng xử lý, hay đôi khi gọi là kiểm soát nhận thức, có thể được dạy như những gì tôi vừa trình bày và cũng sẽ nghiên cứu thêm ở phần 5. Việc dạy các kỹ năng này cho trẻ mẫu giáo sẽ giúp chúng sẵn sàng hơn khi đi học, thay vì việc chỉ cần có chỉ số thông minh cao hay đã được học đọc từ trước. Như đội ngũ sản xuất của phố CSEM đã cho thấy, giáo viên muốn học trò của mình có chức năng xử lý tốt, được biểu hiện thông qua kỷ luật cá nhân, kiểm soát chú ý hay khả năng chống lại cám dỗ. Các chức năng xử lý này cũng sẽ là cơ sở cho kết quả toán học, ngôn ngữ thời đi học, bên cạnh hay thậm chí còn quan trọng hơn chỉ số thông minh của trẻ. Đương nhiên, không chỉ có trẻ em, khả năng hướng sự tập trung vào một thứ và phớt lờ những thứ khác cũng chính là mấu chốt của ý chí, nghị lực con người. Một bộ xương. Vào thế kỷ 5, tại Ấn Độ, các nhà sư được khuyến khích suy ngẫm về 32 thành phần của cơ thể, một danh sách dài các khía cạnh tinh tầm của con người, phân, dịch mật, đờm, mủ, máu, mỡ, dãi và đủ thứ khác. Việc tập trung vào các khía cạnh này nhằm tạo nên một sự tách rời tâm trí với cơ thể, đồng thời giúp các nhà sư độc thân rũ bỏ dục vọng, hay nói cách khác là giúp họ nâng cao ý chí. 1.600 năm sau, ta gặp phải một xu thế hoàn toàn trái ngược với quan niệm tu hành ấy. Tôi từng được nghe một người làm công tác xã hội chuyên giải cứu các thanh thiếu niên làm trong ngành công nghiệp tình dục tại Los Angeles. Thật khó tin rằng một đứa trẻ lại có thể bốc đồng như vậy. Chúng sống trên đường phố, nhưng nếu có được 1.000 đô, chúng sẽ mua ngay những chiếc iPhone đắt đỏ thay vì kiếm lấy một mái nhà che thân mà chúng thực sự cần. Chương trình của anh giúp các thanh thiếu niên nhiễm HIV được nhận các khoản hỗ trợ từ chính phủ, đưa chúng ra khỏi đường phố, cung cấp dịch vụ y tế miễn phí, tiền nhà và thức ăn, thậm chí là thẻ phòng tập. Anh kể với tôi đã thấy bạn bè của bọn trẻ này bảo nhau tìm cách nhiễm HIV để chúng được hưởng các quyền lợi. Một sự trái ngược tương tự giữa việc sở hữu và thiếu hoàn toàn khả năng kiểm soát nhận thức đã được phát hiện một vài năm trước trong thí nghiệm tại Đại học Stanford về khả năng kiềm chế ham muốn ở những đứa trẻ từng tham gia bài kiểm tra kẹo dẻo. 40 năm sau, thí nghiệm người ta lại tìm thấy 57 trẻ mẫu giáo ở Stanford năm nào. Các trẻ có khả năng kiềm chế ham muốn cao đã chống lại được sự cám dỗ của món kẹo dẻo khi mới 4 tuổi, giờ cũng có khả năng kiềm chế tốt hơn, trong khi các trẻ kiềm chế thấp thì vẫn gặp khó khăn trong việc ngăn sự thôi thúc. Sau đó, họ được quét não trong khi thử chống lại cám dỗ. Những người kiềm chế tốt kích hoạt được cách mạch ở vỏ não trước trán, vốn là chìa khóa của việc kiểm soát các suy nghĩ và hành động. Trong số này có các nếp cuộn nằm chích xuống dưới bên phải não trước, là một bộ phận ngăn chặn các cơn thôi thúc bốc đồng. Trong khi đó, những người kiềm chế kém lại kích hoạt các nếp não giữa, phùng mạch thuộc hệ thống thần thường của não. Vốn sẽ được bật khi ta chấp nhận đầu hàng trước những cám dỗ hay các niềm vui tội lỗi trong cuộc sống như ma túy hay một món tráng miệng ngon lành. Trong nghiên cứu của Dunedin, các năm tháng niên thiếu đặc biệt quan trọng trong kiểm soát nhận thức. Các trẻ vị thành niên có khả năng kiểm soát bản thân kém, nhiều khả năng sẽ tập hút thuốc, mang thai ngoài ý muốn hoặc bỏ học giữa chừng. Tất cả đều là những cạm bẫy làm đóng cửa cho các cơ hội sau này, khiến các em mắc kẹt trong một lối sống dẫn đến các công việc thu nhập thấp, sức khỏe kém và một trong số các trường hợp là các hành vi vi phạm pháp luật. Vậy có nghĩa là trẻ em bị tăng động hay suy giảm tập trung sẽ gặp phải các vấn đề này? Không hề, nhìn chung thì giống như các trẻ em khác, luôn có một chiều hướng phát triển từ xấu đến tốt hơn ở các trẻ em mắc ADHD. Với các em này, khả năng kiểm soát dù ở mức độ khá thôi đã có thể dự đoán trước một cuộc sống tốt đẹp sau này, bất chấp vấn đề tập trung của các em khi còn đi học. Chuyện này không chỉ liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, sự quá tải nhận thức kỷ niên mà ngày nay rất nhiều người trong chúng ta gặp phải cũng làm ta yếu kém hơn trong khả năng tự kiểm soát. Khi mà đòi hỏi tập trung ngày một tăng, ta lại càng kém đi trong công việc chống lại cám dỗ. Theo các nghiên cứu, đại dịch béo phì ở các quốc gia phát triển có một phần nguyên nhân từ việc dễ đầu hàng và tìm đồ ngọt hay béo khi sao lãng. Kết quả chụp quét não và bộ cho thấy những người thành công trong việc giảm và giữ cân thường thể hiện khả năng kiểm soát nhận thức tốt nhất trước một món đồ nhiều năng lượng. Câu nói nổi tiếng của Freud cũng thể hiện sự đấu tranh nội tâm này, nơi nào có bản năng, nơi đó có bản ngã. Bản năng chính là sự thôi thúc khiến ta muốn ăn một thanh chocolate Dove, muốn mua một món đồ sang xa xỉ hay truy cập vào một trang web trông hay ho nhưng thật vô bổ.
Bản năng ấy luôn đấu tranh với bản ngã, hai cái tôi là hệ thống điều hành tâm trí của chúng ta, bản chất của con người, giúp chúng ta giảm cân, tiết kiệm tiền và phân bổ thời gian hợp lý. Trong đấu trường của tâm lý, ý chí, một bình diện của bản ngã, đại diện cho cuộc đấu tranh giữa hệ thống tư duy chiều xuôi và chiều ngược. Ý chí giúp ta tập trung vào mục tiêu bất chấp sự giằng co của thôi thúc, đam mê, thói quen và cơm thần khác. Khả năng kiểm soát nhận thức này thể hiện một hệ thần kinh bình tĩnh, luôn nỗ lực để theo đuổi mục tiêu, bất chấp những phản ứng, cảm xúc nóng nảy, vội vã, bốc đồng và bản năng. Hai hệ thống này thể hiện cho sự khác biệt cơ bản trong tập trung. Hệ mạch trao thưởng chú ý vào các nhận thức tức thời như suy nghĩ mang tính cảm xúc như miếng kẹo dẻo có gì hấp dẫn, ngon lành, ngọt lịm và dai dai. Cảm xúc càng mạnh, thôi thúc càng lớn và khả năng cao tùy thủy trước chán vốn rất tỉnh táo của ta sẽ bị ham muốn chiếm đoạt. Hệ thống xử lý trước chán thì ngược lại, sẽ hạ nhiệt bằng cách kiềm chế các niềm thôi thúc, đánh giá các cám dỗ, nó cũng chứa nhiều chất béo. Bạn hay một đứa trẻ 4 tuổi có thể kích hoạt hệ thống này bằng cách nghĩ về điều gì khác, ví dụ như hình dạng miếng kẹo, màu sắc hay cách làm ra nó. Sự chuyển hướng tập trung này sẽ làm hạ mức năng lượng cho cảm giác thèm muốn, cũng giống như cách được áp dụng cho quái vật bánh quy. Trong các thí nghiệm tại Stanford, Michel đã giúp một số đứa trẻ bằng thủ thuật đơn giản. Ông dạy chúng tưởng tượng rằng chiếc kẹo là một bức tranh với khung tranh xung quanh và bỗng nhiên một món ngọt khó cưỡng trước mắt trở thành một thứ trẻ có thể coi như không tồn tại, thứ chúng có thể nghĩ về hay không cũng được. Thay đổi quan điểm về miếng kẹo dẻo có thể coi là một chiêu giúp những đứa trẻ không kiềm chế được cơn thèm đến nổ một phút này có thể chống lại cám dỗ đến tận 15 phút. Khả năng kiểm soát cơn bốc đồng có ý nghĩa lớn trong cuộc sống. Theo như Mitchell, nếu bạn có thể đối phó với cảm xúc đang sục sôi, bạn có thể ngồi học SAT thay vì xem TV, bạn cũng thể tiết kiệm được tiền cho nghỉ hưu. Kỹ năng này không chỉ liên quan đến một miếng kẹo dẻo. Lời đã chủ định, cân nhắc trong nhận thức cùng các chiến thuật khác đã xuất hiện trong nhiều cuốn sách hướng dẫn tâm lý từ những năm 1970. Thế nhưng các phương pháp định hướng hay tư duy tương tự đã được áp dụng nhiều năm về trước bởi các nhà sư ở thế kỷ 5 khi họ suy ngẫm về những khía cạnh kinh tởm của cơ thể. Có một câu chuyện từ thời ấy kể lại rằng một ngày nọ một nhà sư đang đi trên đường thì có một phụ nữ xinh đẹp chạy ngang qua. Buổi sáng đó nàng vừa cãi vã với chồng và đang định bỏ về nhà cha mẹ ruột của mình. Một vài phút sau, người chồng đang đuổi theo thì gặp nhà sư và hỏi: "Thưa thầy, thưa bậc thầy đáng kính, thầy có thấy một người phụ nữ nào đi ngang qua đây không?" Nhà sư trả lời: "Nam giới hay phụ nữ thì ta không biết, nhưng có một bộ xương đã đi qua đây." Tổng kết, tâm trí chúng ta dùng nhận thức bản thân để duy trì mọi hoạt động. Siêu nhận thức, tức là nghĩ về hoạt động suy nghĩ, cho chúng ta biết nhận các hoạt động thần kinh đang diễn ra ra sao để ta điều chỉnh nếu cần. Siêu cảm xúc tương tự cũng điều chỉnh dòng cảm nhận và thôi thúc của ta. Trong kết cấu của não bộ, nhận thức bản thân được gắn với khả năng điều chỉnh cảm xúc của chính ta, cũng như cảm nhận được cảm xúc của người khác. Sự kiểm soát bản thân được thực hiện bởi các vùng não bộ, vốn là nền tảng cho chức năng xử lý thần kinh, bao gồm nhận thức và điều chỉnh bản thân. Các nhà khoa học coi khả năng kiểm soát này là tố quan trọng cho cuộc sống của con người. Chú tâm xử lý chính là mấu chốt của quản lý bản thân. Năng lực điều hướng tập trung vào một thứ trong khi phớt lờ những thứ khác khiến ta nhớ từ cái eo của mình khi nhìn hộp kem sô-cô-la trong tủ lạnh. Những quyết định nhỏ này lại chính là nguồn gốc của ý chí và là cốt lõi của khả năng điều chỉnh bản thân. Não bộ là cơ quan cuối cùng của cơ thể phát triển về mặt giải phẫu, vẫn tiếp tục tăng trưởng và định hình khi ta chạm đến tuổi 20, cùng với đó là sự phát triển của mạng lưới thần kinh chú ý. Action 1. Bạn đã bao giờ nghe được tiếng nói bên trong mình, nghe được điều mà trái tim và trực giác bằng một cách bí ẩn đã biết trước? 2. Bạn hãy thử kiểm tra khả năng tự nhận thức bằng bài đánh giá 360 độ. 3. Bạn đã bao giờ đưa ra quyết định trong khi phớt lờ tín hiệu xấu và chú trọng vào những tín hiệu ủng hộ cho quyết định của mình? 4. Bạn đã bao giờ sử dụng phương thức chuyển hướng sự chú ý để kiểm soát cảm xúc của mình? 5. Bạn nghĩ thế nào về khả năng kiểm soát cơn bốc đồng của mình? Phần 3. Đọc vị người khác. Chương 9. Người phụ nữ biết quá nhiều. Có một người cha rất cục tính. Khi còn bé, cô con gái luôn lo sợ ông nên lên cơn nóng giận. Thế nên Katrina, tôi gọi cô như vậy, đã học cách luôn cảnh giác cao độ, cố gắng nhận ra những biểu hiện dù là nhỏ nhất, có thể là lên giọng hay cau mày,
bất cứ thứ gì cho thấy cha đang chuẩn bị nổi cơn. Khi Katrina lớn lên, radar xúc cảm này ngày càng trở nên nhạy hơn. Ví dụ khi học cao học, chỉ cần nhìn ngôn ngữ cơ thể, cô cũng có thể nhận ra sinh viên nào đã lén ngủ cùng giáo sư. Cô nhìn được cách cơ thể họ có một sự đồng điệu đến tinh vi. Cơ thể họ sẽ cùng chuyển. Katrina nói với tôi, nếu cô nàng ngọ ngoại người, ông thầy cũng ngọ ngoại. Khi tôi thấy sự đồng điệu về mặt cơ thể y như tình nhân ấy, tôi đã nghĩ thật là ghê. Các cặp tình nhân có thể không biết điều đó, nhưng thực tế thì họ trở nên siêu nhạy cảm trước mọi hành động dù là căn bản nhất của nhau. Cô nói thêm, nhiều tháng sau đó, người sinh viên mới nói với Katrina về mối quan hệ vụng trộm ấy. Cô nói, quan hệ của họ có thể dừng, nhưng cơ thể thì vẫn đồng điệu. Katrina nói mỗi khi ở cùng ai đó, cô siêu nhạy trước những thông tin mà bình thường người khác không thể cảm nhận được. Những thứ như một cái giớn mày hay chuyển động bàn tay, thực sự nó khiến tôi rất phân tâm. Tôi biết quá nhiều và nó khiến tôi phát điên. Tôi nhận thức một cách quá mức. Những gì Katrina cảm nhận được và đôi lúc một miệng nói ra không chỉ làm người khác phật lòng mà khiến chính cô khổ sở. Có lần tôi đến một cuộc họp muộn, tất cả mọi người đều đang chờ tôi. Họ tỏ ra hết sức thân thiện trong lời nói, nhưng ngôn ngữ cơ thể thì cho thấy họ không hề thoải mái. Tôi có thể nhìn ra được dáng người hay ánh nhìn né tránh của họ và hiểu rằng họ đang rất bực. Tôi chợt thấy buồn và nghẹn ứ hở họng. Buổi họp hôm đấy không diễn ra tốt đẹp. Tôi luôn nhìn ra những thứ đáng ra không nên thấy, đó là một vấn đề. Cô nói tiếp, tôi chen vào những vấn đề cá nhân dù không hề cố ý. Trong một thời gian dài, tôi không hề nhận ra rằng mình không cần phải chia sẻ tất cả những gì mình biết. Sau khi nhận được phản hồi từ những người làm việc cùng cô rằng cô đang hơi xâm phạm đời tư, Katrina bắt đầu gặp huấn luyện viên. Huấn luyện viên nói tôi gặp vấn đề trong việc bày tỏ trạng thái cảm xúc. Khi tôi nhìn ra những gì mình không nên thấy, tôi phản ứng lại theo cách khiến người khác tưởng rằng lúc nào tôi cũng đang trong trạng thái bực dọc. Thế nên bây giờ tôi phải rất cẩn thận về việc đó. Những người như Katrina là những người nhạy cảm về mặt xã hội. Họ có thể bắt sóng được các tín hiệu cảm xúc dù là nhỏ nhất, sở hữu một tài năng siêu phàm trong đọc vị các dấu hiệu tinh vi mà người khác thường bỏ qua. Chỉ một sự giãn đồng từ mắt, một cái giớn mày hay một sự cử động cơ thể cũng đủ để họ biết cảm giác của bạn thế nào. Và điều này có thể là vấn đề, giống như Katrina, cô không biết cách xử lý các thông tin một cách hợp lý. Thế nhưng chính khả năng này lại cũng khiến ta trở nên sâu sắc sảo hơn trong các mối quan hệ xã hội. Khi ta biết được lúc nào nên đề cập tới một chủ đề tế nhị, lúc nào ta nên để ai đó được ở một mình, hay khi nào người ta cần chút lời an ủi động viên. Khả năng nhìn ra các dấu hiệu tinh vi đem lại lợi thế trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Ví dụ như trong cuốn sách Ngôn ngữ cơ thể, bí quyết chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán, Greg William nhận định rằng việc nắm bắt những biểu hiện nhỏ nhất sẽ giúp bạn có lợi trong các cuộc đàm phán. Việc biết đối phương đang vội vã hoặc xấu hổ sẽ giúp bạn chốt được đàm phán nhanh chóng hơn. Một ví dụ khác, với các vận động viên đẳng cấp như trong bóng quần hay quần vợt, có những người dự đoán được hướng giao bóng chỉ bằng cách để ý tới dáng người khi đối phương chuẩn bị đánh bóng. Rất nhiều vận động viên bóng chày như Hoành Aaron sẽ xem đi xem lại các đoạn băng trận đấu của đối phương họ sẽ gặp trong trận tiếp theo nhằm tìm ra các dấu hiệu cho thấy đường bóng họ định dùng. Justin Castle, giám đốc viện nghiên cứu tương tác con người và máy tính tại Đại học Carnegie Mellon, đã áp dụng một phương pháp thấu cảm tương tự để phục vụ khoa học. Việc quan sát người khác là một trò chơi chúng tôi chơi trong gia đình mình, Castle nói. Thói quen thời thơ ấu ấy dần được gọt rũ trong thời cao học khi bà dành hàng trăm giờ nghiên cứu về cử động bàn tay từ các đoạn phim mà trong đó người ta mô tả một nhân vật hoạt hình của họ vừa xem. Làm việc với các đoạn phim với tốc độ 3 FPS khung hình trên giây, bà sẽ ghi chép về sự thay đổi trong hình dạng bàn tay, cùng hướng chuyển dịch, vị trí đặt tay hay đường di chuyển. Để kiểm tra lại độ chính xác, bà sẽ đọc lại các ghi chép để xem mình có tái hiện lại đúng các chuyển động tay này hay không. Castle mới đây đã làm tương tự với các cử động siêu nhỏ của cơ mặt như hướng ánh nhìn, giữa mày, gật đầu, tất cả đều được thực hiện và đối chiếu theo từng giây một. Bà đã làm vậy hàng trăm giờ và tiếp tục làm vậy cho đến ngày nay cùng với các sinh viên của mình cho phòng thí nghiệm tại Carnegie Mellon. Các cử chỉ cơ thể luôn xuất hiện khi bạn chuẩn bị nhấn mạnh vào một điều gì đó. Castle nói với tôi, một lý do vì sao nhiều chính trị gia trông có vẻ không chân thành là vì họ được dạy phải làm các cử chỉ nhất định, nhưng lại không được dạy thời điểm dùng chúng. Thế là họ thực hiện cử chỉ sau khi nói,
khiến ta cảm thấy sự giả tạo. Thời điểm của một cử chỉ quyết định tới ý nghĩa của nó. Nếu bạn thực hiện cử chỉ sai lúc, một lời tích cực có thể mang tác động tiêu cực. Castle đưa ra ví dụ, nếu bạn nói cô ấy là ứng viên tuyệt vời với công việc, khi dướn mày, gật đầu và nhấn vào chữ tuyệt vời cùng một thời điểm, bạn cho thấy một thông điệp tích cực. Nhưng cũng nói câu đó, bạn lại gật đầu và dướn mày sau khi nói chữ tuyệt vời, thì điều đó lại cho thấy sự mỉa mai, bạn cho rằng ứng viên này không hề tuyệt chút nào. Việc đọc vị các siêu thông điệp từ các kênh phi ngôn từ này diễn ra nhanh chóng, theo cách vô thức và tự động. Castle cho biết chúng ta không thể không giải nghĩa những gì người khác cho ta thấy, dù là qua lời nói hay cử chỉ, hay có khi cả hai. Tất cả mọi thứ ta để ý được, mọi người sẽ tạo thành một ý nghĩa nào đó trong vô thức. Khi các mạch chiều ngược liên tục giải nghĩa các thông tin, trong một nghiên cứu, người tham gia cho biết họ nhớ là mình đã nghe một số thông tin mà thực tế họ chỉ thấy thông qua cử chỉ. Ví dụ, một người nghe được cụ, anh ta chui ra từ dưới ống, nhưng lại thấy người nói nắm tay và làm động tác lên xuống. Thế là người nghe nói, mình còn nghe được thông tin, rồi anh ta đi xuống cầu thang. Các công trình của Castle làm rõ những điều thường trôi qua chỉ trong một phần triệu giây. Các mạch tự động của ta nhận được thông điệp, trong khi tư duy chiều xuôi lại bỏ mất phần lớn thông điệp đấy. Những thông điệp ẩn này có ý nghĩa rất quan trọng. Ví dụ, các nhà nghiên cứu hôn nhân từ lâu đã biết rằng nếu một trong hai vợ chồng thường tỏ mặt khinh thường hay ghét bỏ trong cuộc cãi vã, dù là chỉ thoáng qua đi nữa, thì khả năng họ làm hòa sẽ thấp hơn. Trong các biện pháp tâm lý, nếu bác sĩ và bệnh nhân đồng bộ trong chuyển động, kết quả trị liệu nhiều khả năng sẽ hiệu quả hơn. Khi Castle còn là giáo sư tại phòng thí nghiệm tại MIT, bà áp dụng phương pháp phân tích chuẩn xác cách biểu đạt thông điệp trong việc phát triển một hệ thống giúp các nhà làm phim hoạt hình chuyên nghiệp hiểu được các hành vi phi ngôn từ. Hệ thống này được coi là BEAT. Nó cho phép nhà làm phim gõ một đoạn thoại, sau đó tự động trả lại một nhân vật hoạt hình với các cử chỉ, chuyển động đầu và mắt cũng như dáng người phù hợp để các nhà làm phim có thể sử dụng vì mục đích nghệ thuật. Việc tạo được cảm giác chân thực ở một diễn viên ảo trong lời nói, chất giọng cũng như cử chỉ đòi hỏi việc hiểu sâu sắc quá trình tư duy chiều ngược. Hiện tại, Castle đang xây dựng các đoạn phim hoạt hình tương tự, mà trong đó, theo như bà mô tả, hình ảnh của các nhân vật trẻ em sẽ đóng vai trò như những người bạn cho học sinh tiểu học. Các nhân vật này sẽ dùng chính các kỹ năng xã hội để tạo sự kết nối, rồi sử dụng sự kết nối đó để thúc đẩy việc học tập. Khi chúng tôi gặp nhau trò chuyện trong giờ nghỉ giải lao tại một hội nghị, Castle giải thích với tôi rằng hàng năm, hàng trăm giờ phân tích các thông điệp phi ngôn từ đã mài giũa cho sự siêu nhạy cảm trong đọc vị cảm xúc của bà. Giờ tôi có thể tự động để ý đến điều đó khi tôi ở với ai. Bà nói, tôi thú thực là làm điều đó tôi cũng phải hơi e dè, và càng e dè hơn khi tôi nhận thấy bà ấy cũng thấy điều đó. Tổng kết, những người nhạy cảm về mặt xã hội có thể bắt sóng được tín hiệu cảm xúc dù là nhỏ nhất, sở hữu một tài năng siêu phàm trong đọc vị các dấu hiệu tinh vi mà người khác thường bỏ lỡ. Chỉ một sự giãn đồng tử mắt, một cái dướn mày hay một sự cử động cơ thể cũng đủ để biết họ cảm giác của bạn như thế nào. Điều này có thể trở thành vấn đề nếu họ không biết cách xử lý thông tin một cách hợp lý. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng khả năng này cũng khiến ta trở nên sắc sảo hơn trong các mối quan hệ xã hội. Khi ta biết được lúc nào nên đề cập tới một chủ đề tế nhị, lúc nào nên để ai đó được ở một mình, hay khi nào người ta cần chút lời an ủi động viên. Không dừng ở đó, khả năng nhìn ra các dấu hiệu tinh vi đem lại lợi thế trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chương 10. Bộ ba thấu cảm. Khả năng đọc tín hiệu cảm xúc siêu nhạy thể hiện ở một mức độ đỉnh cao của thấu cảm về nhận thức, một trong ba biến thể của năng lực tập trung vào những gì người khác đang trải qua. Biến thể này cho phép ta nhìn bằng nhãn quan của người khác, hiểu được trạng thái tinh thần của họ, đồng thời kiểm soát cảm xúc của ta trong khi ta cảm nhận về họ. Đó có thể là các quá trình thần kinh chiều xuôi. Ngược lại với thấu cảm về cảm xúc, ta cùng người kia cảm nhận cơ thể ta hòa vào bất cứ điều gì họ đang trải qua, bất kể là vui hay buồn. Sự đồng sóng này thường xảy ra một cách tự động tự phát với sự tham gia của mạch chiều ngược. Tuy thấu cảm về nhận thức hay cảm xúc có nghĩa là ta nhận ra suy nghĩ của người khác và hòa cùng cảm xúc của họ, điều đó không nhất thiết phải cảm thông hay lo lắng cho người kia. Biến thể thứ ba, quan tâm thấu cảm, mới đi xa hơn, khiến ta quan tâm đến họ, làm ta sẵn sàng giúp họ nếu cần. Thái độ nhiệt thành này được xây dựng bởi một hệ thống bản năng của cảm giác muốn chăm lo và gắn bó. Hệ thống này mang tính chiều ngược và nằm sâu trong não bộ, nhưng cũng có sự tham gia của các mạch tư duy chiều xuôi.
trong đánh giá mức độ quan tâm của ta với một người. Mạch thần kinh cho thấu cảm của con người này được thiết kế với các tình huống đối mặt trực tiếp. Ngày nay, làm việc trực tuyến đang trở thành thách thức với thấu cảm. Ví dụ, hãy nghĩ đến phút, giây phút thân thuộc khi tất cả mọi người trong phòng họp đã thống nhất quan điểm. Một người nêu ra điều mà ai cũng biết nhưng không nói. Nào, vậy là chúng ta đều đồng ý hết rồi nhỉ? Tất cả gật đầu. Thế nhưng việc đi đến thống nhất trong một cuộc thảo luận trực tuyến dựa vào tin nhắn lại đòi hỏi đánh giá mù mờ, khi ta không thể dựa vào thông điệp phi ngôn từ, thứ mà đáng ra trong cuộc họp trực tiếp sẽ thể hiện được mức độ ủng hộ của một người dù họ chưa nói ra. Ta chỉ có thể dựa vào những gì người ta đưa ra. Ngoài những thứ đó, ta phải học ẩn ý. Khi trực tuyến, ta chỉ dựa vào thấu cảm nhận thức, một dạng đọc tâm trí cho phép ta suy luận ra người nào đó đang nghĩ gì. Thấu cảm nhận thức cho ta khả năng hiểu cách nhìn và cách nghĩ của người khác. Áp dụng nhãn quan và đồng điệu suy nghĩ sẽ giúp ta lựa chọn được ngôn từ diễn đạt phù hợp với cách hiểu của họ. Theo các nhà khoa học nhận thức, khả năng này đòi hỏi các cơ chế tính toán bổ sung. Chúng ta cần nghĩ về cảm nhận của một người. Các đồng nghiệp của Justin Castle thường áp dụng loại hình thấu cảm này trong công việc của mình. Bản chất tò mò của con người cho phép ta học tập từ tất cả mọi người xung quanh, nuôi dưỡng thấu cảm nhận thức, tăng cường sự hiểu biết về thế giới của người khác. Một nhà quản lý thành công và sở hữu thái độ này giải thích: tôi luôn muốn tìm hiểu về mọi thứ, hiểu về những người xung quanh, tại sao họ nghĩ vậy, làm vậy, điều gì phù hợp hay không phù hợp với họ. Thời điểm khởi đầu của việc áp dụng nhãn quan trong cuộc sống có lẽ từ khi trẻ sơ sinh học cách xây dựng từng khối gạch cảm xúc, như việc trạng thái của chúng khác với những người xung quanh hay cách mọi người đáp lại các xúc cảm chúng thể hiện. Khả năng nắm bắt xúc cảm căn bản này đánh dấu bước đi đầu tiên trong quá trình trẻ có thể áp cái nhìn của người khác, thường trải nghiệm nhiều góc nhìn và chia sẻ ý nghĩa với mọi người. Đến tầm 2 hay 3 tuổi, trẻ em có thể gọi tên các cảm xúc hay biểu cảm gương mặt là buồn hay vui. Thêm tầm 1 tuổi, chúng nhận ra cách một đứa trẻ nhìn nhận về một sự kiện sẽ quyết định cách nó phản ứng. Đến tuổi vị thành niên, một khía cạnh khác là đọc vị chính xác cảm nhận của một người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mở đường cho khả năng tương tác xã hội hiệu quả. Tania Singer, giám đốc khoa nghiên cứu tinh thần thần kinh tại Viện Max Planck về nhận thức con người và khoa học não bộ ở Leipzig, Đức, từng nghiên cứu về thấu cảm và nhận thức bản thân ở những người mất khả năng biểu đạt cảm xúc. Các cá nhân gặp khó khăn trong việc hiểu được cảm nhận của họ để biểu đạt thành lời. Bạn cần biểu cảm nhận của bản thân để hiểu được cảm nhận của người khác. Bà nói, các mạch xử lý cho phép chúng ta nghĩ về những suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình, cũng cho phép chúng ta áp dụng với lối suy nghĩ lại tương tự với người khác. Lý thuyết tâm lý, tức là việc hiểu được rằng người khác cũng có cảm nhận riêng, ham muốn riêng hay động cơ riêng, sẽ giúp ta suy luận ra những gì người ta có thể đang nghĩ và muốn. Sự thấu hiểu về nhận thức này có chung mạch thần kinh với chú tâm xử lý. Nó bắt đầu chớm nở ở tầm tuổi 2 đến 5 và sẽ tiếp tục phát triển suốt thời niên thiếu. Khi thấu cảm hóa điên loạn, một tên tù nhân lực lưỡng tại nhà tù ở New Mexico đang được một sinh viên ngành tâm lý học phỏng vấn. Tên tù nhân nguy hiểm đến mức trong vòng phải được lắp một nút bấm để người phỏng vấn có thể bấm nếu mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Tên tù nhân kể tường tận cho chàng sinh viên hắn xít bạn gái mình một cách man dợ đến thế nào, nhưng cách hắn kể thú vị đến mức cậu sinh viên thấy khó có thể không cười cùng hắn. Khoảng 1/3 trong số những người thường xuyên phải phỏng vấn các tên tội phạm thần kinh không ổn định trong các vụ giết người cho biết họ cảm thấy mình nổi da gà. Nhiều người cho rằng cảm giác đáng sợ ấy biểu hiện cho sự kích hoạt của một sự thấu cảm phản vệ mang tính bản năng. Khía cạnh đen tối hơn của thấu cảm nhận thức xuất hiện khi người ta dùng nó để tìm ra điểm yếu ở một người và lợi dụng nó. Chiến thuật này là biểu hiện cho những kẻ tâm thần, những kẻ dùng thấu cảm nhận thức để thao túng người khác. Những tên này không cảm thấy lo lắng, vì thế sự trừng phạt không làm chúng chùn chân. Một công trình kể về những kẻ tâm thần, khi đó được gọi là kẻ điên, một cuốn sách xuất bản năm 1941 mang tên The Mask of Sanity, tạm dịch phía sau tấm mặt nạ, được viết bởi Harvey M. Clickley. Cuốn sách mô tả những người đang che đậy tính cách vô tâm phía sau lớp mặt nạ giả tạo của cảm xúc bình thường, học thức cao và có trách nhiệm với cộng đồng. Sự vô tâm xuất hiện khi những kẻ này dối trá đến bệnh hoạn, sống dựa vào người khác như ký sinh và hành động tương tự. Đáng chú ý, sẽ có những biểu hiện khác cho thấy sự thiếu tập trung, ví dụ như dễ bị sao lãng khi chán trường, không kiểm soát được cơn bốc đồng,
hay thiếu sự thấu cảm về xúc cảm hay cảm thông với những người đang gặp vấn đề. Chứng tâm thần thường xuất hiện ở 1% dân số. Điều đó có nghĩa là thế giới đang chứa chấp hàng triệu kẻ mà các bác sĩ gọi là những kẻ tâm thần thành công. Một ví dụ của kẻ không thành công là tên tù nhân Bernie Madoff. Những kẻ tâm thần cũng tương tự như những người với tính cách xảo trá, có thể đọc được cảm xúc của người khác, nhưng sẽ xử lý biểu cảm gương mặt này ở một vùng não bộ khác so với người bình thường. Thay vì xử lý cảm xúc tại vùng biên trung tâm của não bộ, những kẻ tâm thần lại có hoạt động mạnh hơn ở vùng não trước, đặc biệt là vùng kiểm soát ngôn ngữ. Chúng biết các cảm xúc của đối phương nhưng lại không cảm nhận trực tiếp cảm xúc ấy như những người thường, tức là thay vì có phản xạ bình thường theo chiều ngược, những kẻ tâm thần cảm nhận theo chiều xuôi. Điều này đặc biệt đúng với nỗi sợ, bởi những kẻ tâm thần thường không sợ bất cứ hình thức trừng phạt nào mà tội của chúng có thể đem lại. Một giả thuyết được đưa ra là những kẻ này bị thiếu kiểm soát bốc đồng và điều này dẫn đến sự suy giảm chú ý, khiến chúng chỉ tập trung vào sự thỏa mãn trước mắt mà mù quáng trước những hậu quả đáng chúng có thể gây ra. Thấu cảm cảm xúc, tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn. Cô máy này có thể cứu mạng nhiều người. Một mẫu quảng cáo khoe, trong quảng cáo có cảnh bệnh viện với một bệ lắp bánh xe, ở trên mặt là một màn hình và bàn phím cùng giá để các túi đo huyết áp và những thứ tương tự. Tôi được trợn mắt chiêm ngưỡng thiết bị cứu người ấy trong một lần đi khám bệnh. Khi tôi ngồi trên bàn khám để đo huyết áp, bệ thiết bị được đặt phía bên phải và ở đằng sau tôi. Cô y tá đứng cạnh và nhìn màn hình chứ không nhìn tôi. Trong lúc lấy chỉ số, cô đọc như máy một tá câu hỏi sức khỏe trên màn hình, tay gõ câu trả lời của tôi. Chúng tôi không một lần nhìn nhau ngoại trừ lúc cô rời phòng và nói. Và tôi thấy khá là nực cười nếu xét thực tế. Rất vui được gặp ông. Bản gốc, nice to see you. Đúng là sẽ rất vui khi được thấy cô nếu chúng ta thực sự có cơ hội. Việc thiếu tương tác bằng mắt khiến nó không khác gì một cuộc gặp nặc danh và làm mất hoàn toàn các cái mối cảm xúc. Vẻ lạnh lùng, thiếu ấm áp ấy chẳng khác nào việc tôi hay cô ấy là một người máy. Và tôi không phải người duy nhất gặp tình huống này. Nhiều nghiên cứu tại các trường y cho thấy nếu bác sĩ nhìn vào mắt bạn, gật đầu khi nghe, nhẹ nhàng chạm nếu bạn đau và hỏi những câu như bạn có thấy ấm khi ngồi trên bàn khám hay không, vị bác sĩ đó sẽ được bệnh nhân đánh giá cao. Còn nếu bà ấy hầu như chỉ nhìn bảng bệnh án hay màn hình vi tính, kết quả đánh giá sẽ thấp. Có thể cô y tá cũng có sự thấu cảm nhận thức với tôi, nhưng tôi không nghĩ cô ấy thực sự chú ý tới cảm nhận của tôi. Thấu cảm về cảm xúc, tức là nhận biết được những gì đối phương cảm nhận và quan tâm đến họ, đã có từ rất lâu trong quá trình tiến hóa của ta. Con người có chung mạch cảm xúc này với các loài thú có vú khác và đều rất chú ý đến dấu hiệu nguy cấp ở các con non. Cơ chế vận hành của thấu cảm cảm xúc là theo chiều ngược. Các mạch thần kinh cần cho việc nhận thức cảm xúc của người khác nằm ở dưới vùng vỏ não mà từ thời xa xưa đã phụ trách tư duy nhanh nhưng không sâu. Các mạch này định hướng chú ý bằng cách gợi dậy trong ta những trạng thái cảm xúc ta nhận được từ đối phương. Một ví dụ là khi ta nghe một câu chuyện hấp dẫn, nghiên cứu não bộ cho thấy khi nghe người khác kể chuyện, não của người nghe cũng trở nên đồng điệu với người kể. Sóng não của người nghe như dội lại sóng não người kể với độ chính xác cao, tuy có độ lệch tầm 1 đến 2 giây. Não bộ hai người càng có sự đồng pha cao, người nghe càng có thể hiểu rõ câu chuyện. Và ở những người có khả năng hiểu chuyện nhất, chính là những người tập trung và tiếp thu tốt nhất. Não bộ làm được một việc khá bất ngờ, dự đoán được các hoạt động thần kinh ở người kể từ 1 đến 2 giây. Bí quyết của sự kết nối bắt đầu với chính sự tập trung, toàn tâm toàn ý giữa hai người. Điều này đem đến tới một sự đồng bộ cơ thể một cách vô thức, từ đó đem tạo ra các cảm xúc tích cực. Sự tập trung đồng thời này sẽ giúp giáo viên tạo được cho học sinh tâm trạng học tập tốt. Bất cứ giáo viên nào từng vật lộn bắt lớp học và chú ý, chắc đều biết một đám học trò đã yên lặng và tập trung, chúng mới có thể tiếp thu được bài học lịch sử hay toán học. Các mạch thần kinh thấu cảm cảm xúc bắt đầu hoạt động từ thời còn là em bé sơ sinh, khiến ta trải nghiệm những sự hòa hợp cảm xúc căn bản nhất giữa người với người. Trong quá trình phát triển của não bộ, chúng ta được lập trình để cảm nhận niềm vui hay nỗi đau của người khác trước khi ta nghĩ về cảm xúc ấy. Hệ thần kinh phản chiếu này là một phần của mạch thấu cảm, nhưng đây không phải là mạch duy nhất và bắt đầu hoạt động khi mới 6 tháng tuổi. Thấu cảm phụ thuộc vào nhiều khả năng chú tâm. Muốn hiểu được cảm nhận của người khác, ta phải chú ý được từ các dấu hiệu trên gương mặt, trong giọng nói và các tín hiệu cảm xúc khác. Vùng vành cung vỏ não trước trán, một bộ phận của mạng lưới tập trung, hướng ta tới trạng thái âu lo của người khác bằng cách kích thích vùng hạnh của ta, khiến ta đồng cảm với lo âu đó.
Nói như vậy có nghĩa là khả năng thấu cảm cảm xúc là một sự hòa hợp, bởi ta thực sự cảm nhận bằng cả cơ thể những gì đang xảy ra trong cơ thể của người kia. Khi các tình nguyện viên được quét não trong lúc nhìn hình ảnh một người khác bị điện giật đau đớn, mạch thần kinh đau đớn của chính người đó cũng đang được kích hoạt, tái tạo lại chính cơn đau ấy. Tania Singer nhận thấy rằng chúng ta đồng cảm với nỗi đau của người khác thông qua vùng trước thùy đảo, cũng là vùng cho phép ta cảm nhận nỗi đau của chính mình. Điều này có nghĩa là trước tiên ta cảm nhận cảm xúc của người khác trong bản thân mình, não bộ sau đó sẽ dùng chính hệ thống cảm nhận bản thân để áp lên những gì ta thấy được ở người kia. Thấu cảm được xây dựng dựa trên khả năng cảm nhận cảm xúc trong một cơ thể con người. Điều này cũng tương tự với sự đồng điệu, ăn khớp với cách di chuyển hay hành động thể hiện sự liên kết trong tương tác. Bạn có thể thấy điều này ở các nhạc sĩ chơi jazz, những người chẳng bao giờ tập dượt những gì họ chơi, nhưng dường như họ luôn biết khi nào cần chơi nhấn mạnh và lúc nào thì hòa vào giai điệu chung. Khi các nghệ sĩ nhạc jazz được so sánh với các nhạc sĩ cổ điển khác về mặt hoạt động não bộ, họ cho thấy mức độ nhận thức về bản thân cao hơn. Như một nghệ sĩ từng nói, đối với jazz, bạn phải chú ý tới trạng thái cảm xúc của cơ thể để có thể biết lúc nào nên chơi một điệu riff. Thiết kế của não bộ dường như khiến khả năng tự nhận thức cũng hợp nhất với thấu cảm khi dùng chung mạng lưới thần kinh cho việc tiếp nhận thông tin về bản thân cũng như về người khác. Một điều thú vị ở đây là khi các dây thần kinh phản chiếu các vùng mạch cho giao thiệp xã hội, tái dựng cảm xúc của người khác trong não bộ cũng như cơ thể của ta, thùy đảo của não sẽ tiếp thu toàn bộ. Thấu cảm đòi hỏi ta phải nhận thức được bản thân, đọc vị người khác bằng cách nhìn vào chính ta. Ta có thể lấy ví dụ về dây thần kinh dạng chỉ von Economo hay VN. Hãy nhớ lại, các tế bào não đặc biệt này rất quan trọng cho nhận thức bản thân, nhưng chúng lại nằm ở vị trí được kích hoạt khi giận dữ, đau buồn, yêu đương hay ham muốn, cũng như những giây phút nhẹ nhàng như khi người mẹ nghe con khóc hay khi nghe giọng người ta yêu. Khi các mạch thần kinh trong một sự kiện là đáng chú ý, chúng sẽ hướng sự tập trung về vùng này. Các tế bào dạng chỉ sẽ tạo ra một mối liên kết siêu tốc giữa vùng trước trán và thùy đảo, là các vùng hoạt động trong quá trình suy ngẫm nội tâm và thấu cảm. Các mạch này sẽ quan sát thế giới xung quanh để chọn ra thật nhanh những gì quan trọng với ta, từ đó giúp ta có các phản ứng kịp thời. Có sự đan xen giữa các mạch thần kinh phục vụ cho khả năng chú tâm, nhạy bén xã hội, cũng như khả năng hiểu xúc cảm và quan điểm của người khác. Hay nói ngắn gọn chính là cho sự thấu cảm. Đường dẫn truyền siêu tốc này giúp ta biết, từ đó khiến ta suy ngẫm và kiểm soát các cảm xúc của chính ta cũng như của người khác. Thấu cảm quan tâm, có tôi bên bạn. Người phụ nữ loạng choạng bước vào phòng chờ của vị bác sĩ phẫu thuật, máu chảy linh láng. Vị bác sĩ và các nhân viên nhanh chóng đưa bà vào phòng điều trị để cầm máu, gọi xe cứu thương và hủy tất cả các cuộc hẹn với bệnh nhân khác trong ngày. Những người bệnh nhân đang chờ gặp bác sĩ hiểu rằng tình trạng của người phụ nữ cần được ưu tiên. Duy chỉ có một bệnh nhân khác là tỏ ra phẫn nộ khi bị hủy hẹn. Bà ta giận dữ hét vào mặt nhân viên lễ tân: "Tôi phải xin nghỉ làm, sao các người dám hủy lịch của tôi hả?" Bác sĩ kể cho tôi câu chuyện này cũng nói sự thờ ơ trước nỗi đau và tình cảnh của người khác đang ngày càng trở nên phổ biến trong nghề của bà. Thậm chí vấn đề này còn từng được đưa ra bàn luận tại một cuộc họp giữa các bác sĩ phẫu thuật trong bang. Trong kinh thánh về người Samaria tốt bụng có một câu chuyện về người đàn ông dừng chân giúp đỡ một người lạ bị đánh, bị cướp và đang nằm đau đớn ở bên đường. Hai người khác cũng đã nhìn thấy người bị thương này nhưng sợ bị liên lụy nên đã sang bên kia đường và đi qua người đó. Martin Luther King nhận thấy những người không giúp đỡ sẽ đặt câu hỏi cho bản thân: "Nếu tôi dừng để giúp người này, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?" Thế nhưng người Samaria tốt bụng sẽ đặt câu hỏi khác: "Nếu tôi không dừng lại và giúp đỡ người này, chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy?" Lòng trắc ẩn bắt nguồn từ thấu cảm, và thấu cảm đòi hỏi ta phải tập trung vào người khác. Nếu chỉ biết nghĩ về mình, ta sẽ không nhận thấy ở người khác và sẽ hoàn toàn thờ ơ lướt qua trước những khó khăn của họ. Nhưng một khi ta biết chú ý tới họ, ta sẽ đồng cảm được, hiểu được họ cảm nhận và cần gì để có những hành động quan tâm lo lắng. Thấu cảm quan tâm là thứ bạn muốn thấy ở bác sĩ, sếp hay bạn đời của mình và ở chính bạn nữa. Khả năng này có nền tảng trong kết cấu thần kinh phục vụ việc nuôi con. Ở động vật có vú, mạch thần kinh này tạo ra sự chú tâm và lo lắng cho trẻ em và cá thể non, vốn không thể sống được nếu thiếu cha mẹ. Hãy cứ để ý ánh mắt của mọi người khi có ai bế một đứa bé đáng yêu vào trong phòng và bạn sẽ thấy trung tâm não bộ của sự quan tâm được kích hoạt. Thấu cảm quan tâm bắt đầu xuất hiện từ khi mới chào đời,
Mỗi em bé nghe tiếng khóc từ một bé khác, nó cũng sẽ khóc theo. Đây là phản ứng gây ra bởi vùng hạch hạnh nhân là radar dò tìm nguy hiểm của não bộ và cũng là vùng của tất cả các cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Một giả thuyết thần kinh cho rằng vùng hạch hạnh nhân này sẽ điều khiển mạch chiều ngược trong não bộ trẻ, khiến chúng cũng có cảm xúc tương tự khi nghe tiếng khóc. Đồng thời, mạch chiều xuôi sẽ tiết ra chất oxytocin, chất hóa học của sự quan tâm. Chất này sẽ gây ra ở trẻ một cảm giác quan tâm có thiện chí mang tính căn bản. Vậy có nghĩa là thấu cảm quan tâm không khác gì một con dao hai lưỡi. Một mặt ta phải chấp nhận sự khó chịu khi trực tiếp cảm nhận vấn đề của đối phương, không khác gì cha mẹ quan tâm đến con cái. Nhưng bù lại, ta cũng có được bản năng chăm sóc cho ta thấy rất trân trọng đối phương. Việc cân bằng được năng lực lẫn lộn giữa tư duy chiều xuôi và ngược này rất quan trọng. Những người có sự cảm thông quá mức có thể sẽ bị tác động tiêu cực, như những người làm nghề chuyên phải giúp đỡ người khác, đôi lúc bị kiệt sức hay suy kiệt về mặt xúc cảm. Còn những người tự bảo vệ mình khỏi các lo âu do đồng cảm bằng cách chai lì cảm xúc sẽ mất dần sự thấu cảm ở bản thân. Thấu cảm quan tâm về mặt thần kinh đòi hỏi sự kiểm soát của tư duy chiều xuôi đối với các xúc cảm của bản thân, nhưng không được làm mình vô cảm trước nỗi đau của người khác. Khi các tình nguyện viên lắng nghe chuyện của những người từng bị đau đớn về thể xác, hình ảnh quét não bộ cho thấy vùng trung tâm đau đớn của não bộ ở chính những người này cũng hoạt động theo ngay lập tức. Thế nhưng nếu câu chuyện lại là về tổn thương tâm lý, sẽ cần lâu hơn để kích hoạt vùng trung tâm não bộ phụ trách thấu cảm, quan tâm và lòng trắc ẩn. Theo nhóm nghiên cứu, người ta cần nhiều thời gian để nhìn ra được các khía cạnh tâm lý và đạo đức của một tình huống. Cảm nhận về đạo đức thường xuất phát từ phòng trắc ẩn và nhận thức về đạo đức cũng đòi hỏi sự suy nghĩ và tập trung. Một vài người e ngại rằng, với vô số nguồn gây sao lãng ngày nay, chúng ta sẽ phải trả giá bằng chính sự biến mất dần của thấu cảm và lòng trắc ẩn. Càng bị sao lãng, chúng ta càng khó thể hiện được sự thấu hiểu và lòng quan tâm. Nhận thức được đau đớn ở người khác sẽ khiến ta có phản xạ chú ý, bởi vẻ đau đớn chính là một tín hiệu sinh học quan trọng để kêu gọi sự giúp đỡ. Loài khỉ nâu Ấn Độ thậm chí sẽ không kéo dây xích để lấy một quả chuối nếu điều này đồng nghĩa với việc một con khỉ khác sẽ bị điện giật. Và điều này có lẽ cũng cho thấy một nguồn gốc của thái độ phải phép. Thế nhưng cũng có các ngoại lệ. Trước hết, thấu cảm đau đớn sẽ kết thúc nếu ta không thích người bị đau. Ví dụ như khi ta nghĩ người đó đã hành xử không công bằng hay nếu họ thuộc nhóm người ta không thích. Khi ấy, thấu cảm đau đớn có thể sẽ trở thành thứ ngược lại, đó là cảm giác sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Khi thiếu thốn tài nguyên, nhu cầu cạnh tranh có thể lấn át thấu cảm quan tâm. Sự cạnh tranh trở thành một phần của cuộc sống trong hầu hết mọi nhóm xã hội, có thể là vì thức ăn, bạn tình hay quyền lực, hay có khi là cuộc hẹn với bác sĩ. Một ngoại lệ khác cũng khá dễ hiểu, não bộ của ta sẽ ít có sự đồng sóng với nỗi đau của người kia nếu nỗi đau đó có lý do xác đáng, ví dụ như khi họ trải qua phiên trị liệu cần thiết. Và cuối cùng, sự tập trung của ta cũng rất quan trọng. Thấu cảm cảm xúc sẽ mạnh hơn nếu ta để ý tới mức độ đau đớn và giảm dần khi ta nhìn sang hướng khác. Nếu bỏ qua những yếu tố trên, thì một trong những cách tinh tế thể hiện sự quan tâm đến người khác chính là sự hiện diện với sự yêu mến và động viên để khiến ai đó thấy an tâm hơn. Nghiên cứu cho thấy, chỉ riêng sự có mặt của một người thân cũng có thể làm giảm đau đớn và làm tắt vùng não bộ tiếp nhận cảm giác này. Đáng chú ý hơn, người có mặt ở đó càng biết thấu cảm bao nhiêu, hiệu quả trong việc giảm đau đớn càng cao bấy nhiêu. Cân bằng thấu cảm. Ông biết đấy, khi người ta phát hiện ra một khối u ở ngực, người ta cảm thấy hơi. Bệnh nhân nói một cách nghẹn ngào, cô nhìn xuống rơm rớm nước mắt. Cô phát hiện ra khối u từ khi nào? Vị bác sĩ nói rất nhỏ nhẹ. Người bệnh nhân đáp lại, tôi cũng không nhớ nữa, cũng một thời gian rồi. Bác sĩ nói, nghe thật đáng sợ nhỉ? Bệnh nhân đáp, vâng, cũng hơi. Hơi sợ à? Bác sĩ lại hỏi. Vâng, bệnh nhân trả lời, và tôi cho là mình cảm thấy như hết đời rồi. Tôi hiểu, cô còn thấy lo lắng và buồn bã nữa. Đúng thế bác sĩ ạ. Hãy so sánh cuộc đối thoại này với cảnh ngay khi bệnh nhân rơm rớm nước mắt kể về khối u ở ngực. Vị bác sĩ vội vã bắt đầu hỏi một loạt các câu hỏi y khoa chi tiết, không có chút cá nhân nào và không thể hiện chút quan tâm trước nước mắt của người bệnh, dù chỉ là một cái đầu. Bệnh nhân trong bối cảnh thứ hai có lẽ sẽ rời đi và cảm thấy không hề được lắng nghe và quan tâm. Nhưng với một sự tương tác ban đầu đầy thấu cảm, bệnh nhân sẽ cảm thấy tốt hơn. Mặc dù cũng đã trải qua mối lo âu tương tự, bởi cô đã được lắng nghe và quan tâm. Hai bối cảnh này từng được dùng để minh họa trong một bài viết cho đội ngũ y dược sĩ về cách tạo thấu cảm với người bệnh. Bài viết với tiêu đề cũng tạo sự thấu cảm.
Để tôi nói xem mình hiểu đúng không? Được sử dụng để tương phản hai trạng thái cảm xúc người bệnh. Bài viết lập luận rằng chỉ cần dành một chút thời gian để chú ý tới cảm xúc, cảm nhận của người bệnh về bệnh tình của mình cũng giúp bác sĩ tạo dựng được mối liên kết về mặt cảm xúc. Không hề lắng nghe, đứng đầu trong danh sách than phiền mà bệnh nhân nêu ra về bác sĩ của họ. Từ phía mình, nhiều bác sĩ lại kêu rằng họ không có đủ thời gian cần thiết với bệnh nhân và điều này khiến khía cạnh con người trong tương tác cũng bị mất đi. Giao cản trong việc tương tác cũng gia tăng khi bác sĩ bắt buộc phải số hóa các thông tin, có dữ liệu lên máy tính trong quá trình khám bệnh và thế là họ tương tác với máy tính nhiều hơn là với bệnh nhân. Thế nhưng nhiều bác sĩ cho rằng chính những phút riêng tư với bệnh nhân lại là phần đem lại cảm giác thỏa mãn trong công việc hàng ngày. Sự liên kết giữa bác sĩ và bệnh nhân giúp tăng độ chuẩn xác trong chẩn đoán bệnh, giúp bệnh nhân làm được theo những gì bác sĩ hướng dẫn, tăng sự hài lòng và độ trung thành của chính bệnh nhân. Thấu cảm hay khả năng tạo được kết nối sâu sắc với bệnh nhân để lắng nghe, để chú ý là mấu chốt của thực hành y khoa. Bài viết nói với người đọc trong ngành, việc định hướng chú ý vào cảm nhận của bệnh nhân sẽ giúp tạo ra sự kết nối, bỏ qua xúc cảm mà chỉ tập trung vào thông tin lâm sàng, xây dựng lên một bức tường chắn. Các bác sĩ sẽ bị kiện do bất cẩn ở Mỹ, thực ra không mắc các lỗi sai về y khoa nhiều hơn so với những người không bị kiện. Nghiên cứu đã cho thấy sự khác biệt chính là lại nằm ở chiều hướng quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Hóa ra, những người bị kiện thường ít thể hiện các dấu hiệu cho thấy sự liên kết cảm xúc. Họ khám bệnh cho bệnh nhân trong thời gian ngắn hơn, không hỏi các câu hỏi liên quan đến lo âu của bệnh nhân, không trả lời các câu hỏi của bệnh nhân và có nhiều dấu hiệu xa cách về tình cảm như ít cười hay hoàn toàn không cười. Thế nhưng, việc chú tâm vào lo âu của người bệnh lại có thể trở thành một cản trở cho các bác sĩ trong việc thực hành chuyên môn tốt. Ví dụ khi họ cần tập trung thực hiện một thao tác y khoa hoàn hảo, bất chấp đau đớn của bệnh nhân. Mạng thần kinh được kích hoạt khi ta thấy ai đó đau, đớn, thường cũng sẽ kích hoạt khi ta thấy điều gì ghê sợ. Thật đáng sợ, mình nên bỏ đi thôi, là một suy nghĩ bản năng. Thông thường khi ta thấy ai đó bị đâm, não bộ của ta cũng phát ra tín hiệu, cho thấy trung tâm đau đớn trong não của ta đang tái hiện lại nỗi đau ấy. Các bác sĩ thì không, não bộ của họ có thể chặn lại các phản xạ tự nhiên như vậy khi ai đó bị đau hay khó chịu. Điều này đã được chỉ ra trong một nghiên cứu đứng đầu bởi Jean DeCetti, giáo sư tâm lý và tâm thần học tại Đại học Chicago. Khả năng gây tê chú ý này cần đến một vùng tiếp giáp giữa thùy đỉnh và thùy thái dương, được gọi là TPG, và vùng vỏ não trước trán, tạo thành mạch thần kinh tăng cường chú ý trong tê liệt xúc cảm. TPG bảo vệ sự tập trung bằng cách chắn các cảm xúc cũng như các yếu tố gây sao lãng và giúp ta giữ khoảng cách với người xung quanh. Mạng lưới thần kinh này cũng sẽ được kích hoạt khi chúng ta nhìn thấy vấn đề cần tìm giải pháp. Nếu bạn nói chuyện với một người đang buồn, hệ thống này giúp bạn hiểu cái nhìn của người khác bằng cách chuyển từ trạng thái kết nối cảm xúc sang kết nối lý trí, tình cảm của thấu cảm nhận thức. Hoạt động của TPG sẽ ngăn không để tế bào não bộ chịu đựng lấn ướt của cảm xúc, cũng như là cơ sở thần kinh giúp một người sở hữu lý trí lạnh lùng giữa những cảm xúc rối bời. Việc chuyển chế độ TPG sẽ tạo ra một giới hạn giúp ta miễn nhiễm về mặt cảm xúc, giải thoát não bộ khỏi ảnh hưởng của cảm xúc đối phương khi đang tập trung. Có những lúc đây là một lợi thế quan trọng, ta có thể bình tĩnh và tập trung trong khi những người khác đang bấn loạn. Đôi lúc điều này lại không tốt, ta có thể gạt bỏ các dấu hiệu cảm xúc và mất khả năng thấu cảm. Khả năng kiềm chế dòng cảm xúc có lợi ích rõ ràng đối với những người cần tập trung trong các công việc dễ khiến người khác phải chùn bước, tiêm vào cầu mắt, cầm máu vết thương, mổ vào da thịt. Tôi là một trong số những bác sĩ đầu tiên đến cứu trợ trong vụ động đất ở Haiti và sau đó vài ngày. Tiến sĩ Mark Hyman kể với tôi, khi chúng tôi đến một bệnh viện tại Port-au-Prince thì thật may mắn nơi này vẫn còn nguyên vẹn. Không có thức ăn, nước uống, không có điện, không có trang thiết bị và chỉ có một, hai nhân viên bệnh viện. Có hàng trăm thi thể đang giữa ra trước trời nắng, nằm chất trong nhà xác hay được đưa lên xe tải để tới các nấm mồ tập thể. Có tầm 1.500 người ở sân bệnh viện cần chữa trị. Có người chân sắp đứt lìa, người cơ thể cũng gần sẽ làm đôi. Nó quả thực rất đáng sợ. Thế nhưng chúng tôi ngay lập tức lao vào công việc và tập trung vào những gì mình có thể làm. Khi tôi nói chuyện với tiến sĩ Hyman, ông vừa trở về sau một vài tuần ở Ấn Độ và Bhutan, nơi ông cũng là tình nguyện viên y tế giúp đỡ những bệnh nhân có nhu cầu. Việc phục vụ người khác giúp bạn có khả năng vượt lên nỗi đau xung quanh mình. Ông nói, ở Haiti, mọi thứ đúng là siêu thực, khi tôi hoàn toàn chỉ biết nghĩ đến thực tại. Thật kỳ lạ nhưng có một sự tĩnh tâm và bình thản, thậm chí là yên bình và sáng suốt giữa vô vàn hỗn loạn. Ngoại trừ những gì chúng tôi đang làm, mọi thứ đều biến mất.
các phản ứng TPG thường dường như mang tính học dược nhiều hơn là nội tại. Sinh viên y khoa học được nó trong quá trình hòa nhập với công việc khi họ gặp phải các bệnh nhân dưới áp lực nhất định. Cái giá của việc thấu cảm quá mức chính là những suy nghĩ gây buồn rầu, thứ cạnh tranh với khả năng chú tâm trong các tình huống y tế cần kíp. Nếu bạn không thể làm gì trong tình cảnh như thế, tiến sĩ Heman nói về Haiti, bạn sẽ bị tê liệt. Đôi lúc có những đau đớn và thống khổ xung quanh sẽ bùng lên trong khi bạn giữ cơn mệt mỏi, kiệt quệ hay đói khát. Nhưng tâm trí tôi hầu như trong trạng thái sẵn sàng hoạt động bất chấp những nỗi kinh hoàng xung quanh. William Osler, cha đẻ ngành đào tạo bác sĩ nội trú, từng viết vào năm 1904 rằng một vị bác sĩ cần phải tách rời bản thân để mạch máu không co, nhịp tim vẫn vững trước những khung cảnh đáng sợ trước mắt. Osler khuyên các bác sĩ nên bày tỏ thái độ quan tâm tách rời. Điều này có thể chỉ đơn giản là hạn chế thấu cảm cảm xúc, nhưng trên thực tế có thể sẽ là chặn hoàn toàn khả năng thấu cảm. Thử thách cho các bác sĩ trong quá trình thực hành y khoa chính là giữ tập trung, tỉnh táo trong khi vẫn phải đón nhận những gì bệnh nhân cảm nhận và trải qua, từ đó cho bệnh nhân thấy mình cũng đang quan tâm và thấu hiểu. Chăm sóc y tế có thể thất bại khi bệnh nhân không làm theo những gì bác sĩ nói. Một nửa trong số những gì bác sĩ kêu cho bệnh nhân không bao giờ được tuân thủ. Biến số dự đoán tốt nhất cho việc bệnh nhân có làm theo hướng dẫn hay không chính là việc họ có cảm nhận được sự quan tâm chân thành của bác sĩ. Trong 2 tuần gần đây, 2 trưởng khoa từ 2 trường đại học y có tiếng lần lượt nói với tôi rằng họ gặp phải vấn đề trong việc tiếp nhận sinh viên. Làm sao họ có thể nhìn ra những ai có sự thấu cảm quan tâm với bệnh nhân? Chính Jean DeCity, nhà sinh vật học thần kinh tại Đại học Chicago, người đi đầu trong nghiên cứu về TPG, đã đưa ra vấn đề. Tôi muốn bác sĩ của mình nhìn tôi nếu tôi đau, muốn anh ta ở đó, hiện hữu với bệnh nhân là tôi. Tôi muốn anh ta thấu cảm, nhưng không quá nhạy cảm để điều trị được cho tôi. Xây dựng thấu cảm. Trong một cuộc khảo sát, một nửa các bác sĩ trẻ nói với sự thấu cảm của họ với bệnh nhân giảm dần trong quá trình thực tập, chỉ 1/3 nói thấu cảm của họ tăng. Việc mất đi khả năng kết nối này tiếp tục xảy ra trong sự nghiệp của nhiều người. Điều này khiến ta nghĩ lại về TPG, mạch thần kinh hạn chế các phản ứng sinh lý ở bác sĩ trước nỗi đau của người khác, giúp họ giữ được cái đầu lạnh trong khi điều trị bệnh. Khả năng chống lại nỗi đau có lẽ sẽ giúp các bác sĩ khi họ cần thực hiện các thao tác gây đau đớn trên bệnh nhân. Nhưng một khi hình thành, khả năng hạn chế đồng cảm này sẽ thành tự động và đôi khi làm các bác sĩ mất đi sự thấu cảm nói chung. Vậy, nhưng sự chăm sóc tận tâm vốn là giá trị cốt lõi trong y khoa và tăng cường thấu cảm là một trong các mục tiêu đào tạo bắt buộc tại trường y. Dù rất ít trường dạy cụ thể về nghệ thuật thấu cảm, thì y khoa học thần kinh đã chỉ ra cơ chế cho điều đó. Các bài luyện tập cần được thiết kế phù hợp có thể giúp tăng cường nghệ thuật nhân văn này. Đó chính là hy vọng của tiến sĩ Helen Bridges tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, cơ sở mẹ của trường y tế Harvard. Tiến sĩ Rees, giám đốc chương trình về khoa học thấu cảm và tương tác, đã thiết kế một chương trình giáo dục để tăng cường sự thấu cảm cho các bác sĩ nội trú và thực tập sinh, giúp bệnh nhân có thể thấy rõ hơn khả năng thấu cảm của bác sĩ của họ. Trong khuôn khổ y khoa, loại hình đào tạo này đơn thuần mang tính học thuật, khi các bác sĩ được ôn lại bản chất khoa học của thấu cảm theo cách họ có thể hiểu và tôn trọng. Một chuỗi các video sẽ chiếu các thay đổi về mặt sinh lý ở các bác sĩ cũng như bệnh nhân, thể hiện thông qua phản xạ đổ mồ hôi trong các cuộc gặp mặt có phần khó xử, ví dụ như khi bác sĩ quá kiêu căng và ngạo mạn, khiến bệnh nhân trở nên buồn rầu. Các video này cũng sẽ cho thấy rõ ràng khi bác sĩ chú ý tới bệnh nhân và thấu cảm với họ, cả hai sẽ trở nên thoải mái và có sự đồng điệu về mặt sinh học hơn. Để giúp các bác sĩ tự điều chỉnh bản thân mình, họ sẽ được học cách tập trung thông qua nhịp thở sâu bằng cơ hoành, đồng thời chú ý tới sự tương tác một cách tỉnh táo, thay vì mải mê với những suy nghĩ và cảm xúc riêng. Tạm quên đi các bận tâm để quan sát sẽ giúp bạn có nhận thức một cách chủ động về tương tác, chứ không chỉ phản ứng một cách bản năng. Tiến sĩ Rees cho biết bạn sẽ biết trạng thái sinh lý của mình đang bị quá tải hay cân bằng. Bạn sẽ nhận ra điều đang thực sự xảy ra. Ví dụ, nếu bác sĩ thấy mình đang khó chịu, đó là tín hiệu cho biết có thể bệnh nhân cũng đang khó chịu. Rees chỉ ra rằng, bằng cách nhận thức bản thân tốt hơn, bạn cũng sẽ thấy được những cảm xúc mình đang tiếp nhận và ngược lại, những cảm xúc mình đang truyền tới bệnh nhân. Chương trình tập huấn phát hiện, các biểu hiện phi ngôn từ bao gồm khả năng đọc vị cảm xúc qua giọng nói, dáng người và nhất là biểu cảm gương mặt của bệnh nhân. Chương trình có sử dụng các công trình về xúc cảm từ chuyên gia Paul Ekman, người đã xác định được chuẩn xác cử động cơ mặt trong cảm xúc quan trọng
và hướng dẫn các bác sĩ làm thế nào để nhận ra cảm xúc dù là thoáng qua của người bệnh chỉ bằng cách nhìn vào gương mặt họ. Nếu những gì bạn làm đều mang sự cảm thông và quan tâm, bạn ắt sẽ chủ động nhìn vào mắt bệnh nhân, để ý tới biểu cảm cảm xúc của họ. Kể cả nếu ban đầu bạn không thực sự thích, thì dần dần bạn sẽ quen với việc đó hơn. Tiến sĩ Reese nói thêm, sự thấu cảm hành vi này có thể bắt đầu như một việc lấy lệ, nhưng nó sẽ khiến tương tác trở nên có tính kết nối hơn. Bà cũng nói thêm rằng, điều này trông sẽ làm giảm mức độ kiệt quệ cảm xúc cảm của các bác sĩ trong phòng cấp cứu lúc 2 giờ sáng, khi ông ta gặp phải bệnh nhân và nghĩ, tại sao anh ta không chờ đến sáng chứ? Bài học trực tiếp về một kỹ năng thấu cảm, cụ thể là khả năng đọc vị cảm xúc trên gương mặt, một trong những mảng hiệu quả nhất trong chương trình đào tạo, khiến các bác sĩ được học kỹ hơn về cách đọc vị biểu hiện cảm xúc, bệnh nhân nói họ cũng cảm nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Tiến sĩ Reese không quá bất ngờ trước vấn đề này. Theo bà thì, bạn càng giỏi trong việc nhìn ra các biểu hiện cảm xúc tinh tế, bạn càng có thể thấu hiểu được người khác. Rõ ràng vẫn sẽ có cách để một vị bác sĩ biết thấu cảm vừa dùng máy tính, vừa kết nối với bệnh nhân. Ví dụ bác sĩ hoàn toàn có thể vừa gọi máy tính, thi thoảng ngước lên nhìn vào mắt người bệnh, hay bà có thể chọn các thời điểm thích hợp để cho bệnh nhân nhìn vào màn hình máy tính. Tôi đang nhìn kết quả xét nghiệm của anh chị, để tôi cho anh chị xem này và họ cùng nhau nghiên cứu thông tin. Thế nhưng, vẫn rất nhiều bác sĩ lo rằng mình sẽ bị chậm tiến độ và những người sự quan tâm này vốn tốn quá nhiều thời gian. Chúng tôi đang cố gắng phá tan suy nghĩ sai lầm ấy. Tiến sĩ Reese nói, sự thấu cảm về lâu dài thực tế sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn. Tổng kết, khả năng đọc tín hiệu cảm xúc siêu nhạy thể hiện một mức độ đỉnh cao của thấu cảm về nhận thức, một trong ba biến thể của năng lực tập trung vào những gì người khác đang trải qua. Biến thể này cho phép ta nhìn bằng nhãn quan của người khác, hiểu được trạng thái tinh thần của họ, đồng thời kiểm soát cảm xúc trong ta, trong khi ta cảm nhận về họ, có thể là các quá trình thần kinh chiều xuôi. Ngược lại với thấu cảm về cảm xúc, ta cùng người kia cảm nhận, cơ thể ta hòa vào bất cứ điều gì họ đang trải qua, bất kể là vui hay buồn. Sự đồng sóng này thường xảy ra một cách tự động, tự phát, với sự tham gia của mạch chiều ngược. Tuy thấu cảm về nhận thức hay cảm xúc có nghĩa là ta nhận ra suy nghĩ của người khác và hòa cùng cảm xúc của họ, không nhất thiết phải dẫn đến cảm thông hay lo lắng cho người kia. Biến thể thứ ba, quan tâm thấu cảm đi xa hơn nữa. Quan tâm thấu cảm khiến ta quan tâm đến họ và sẵn sàng giúp họ nếu cần. Thái độ nhiệt thành này được xây dựng bởi một hệ thống bản năng của cảm giác muốn chăm lo và gắn bó. Hệ thống này mang tính chiều ngược, nằm sâu trong não bộ nhưng cũng có sự tham gia của các mạch tư duy chiều xuôi trong đánh giá mức độ quan tâm của ta đối với một người. Chương 11. Nhạy cảm xã giao. Nhiều năm về trước, thi thoảng tôi có dùng dịch vụ của một biên tập viên tự do. Thế nhưng mỗi lần chúng tôi nói chuyện xã giao, cuộc trò chuyện cứ kéo dài mãi mãi. Tôi đã gợi ý cho anh bằng cách gửi ra tín hiệu dừng ở đây thôi, thông qua nhịp độ và giọng nói, nhưng anh ta đều không để ý. Tôi lại nói tôi phải đi rồi, thế mà anh ta vẫn cứ nói tiếp. Tôi lấy chìa khóa xe và bước ra cửa. Anh ta ngay lập tức cùng tôi đi ra xe. Tôi bảo hẹn gặp anh sau, anh ta vẫn nói được tiếp. Tôi biết nhiều người khác giống như anh biên tập viên này và họ đều không nhìn ra được các biểu hiện cho thấy một cuộc đối thoại đã đến hồi kết. Trên thực tế, khuynh hướng này là một trong số các biểu hiện của việc không hiểu biểu hiện xã giao. Thái cực ngược lại của hiện tượng này là trực giác xã giao, khả năng giúp ta giải mã chính xác các thông điệp phi ngôn từ được phát ra liên tục từ người khác, bổ nghĩa thêm vào những điều họ đang trực tiếp nói ra. Luồng thông điệp phi ngôn từ này truyền từ và tới tất cả mọi người ta tương tác, có thể là trong câu chào thường nhật hay trong một cuộc đàm phán căng thẳng. Những thông điệp ngầm ấy cũng quan trọng không kém những gì ta nói ra, thậm chí có những lúc chúng còn quan trọng hơn. Ví dụ, trong các cuộc phỏng vấn, nếu ứng viên đồng điệu có cử chỉ với người phỏng vấn, không phải là một cách có chủ ý, mà phải tự nhiên do kết quả của sự đồng bộ sóng não, người đó nhiều khả năng sẽ được tuyển dụng. Đây là một vấn đề với những người bị bất thường trong cử chỉ, một thuật ngữ được các nhà khoa học dùng để tả những người không thể có các cử chỉ phù hợp đi kèm với lời nói. Phu quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, hoàng đế Philip, được biết đến với các phát ngôn sốc trong các giao thiệp, tự tả mình là một chuyên gia trong việc nhét chân vào miệng, tức nghệ thuật nói những điều người khác khó có thể chấp nhận được. Tôi xin lấy ví dụ về sự kiện có tầm quan trọng tại Nigeria, chuyến thăm đầu tiên sau 47 năm tại người đứng đầu Vương quốc Anh, nữ hoàng Elizabeth và phu quân hoàng đế Philip đến dự hội nghị của các quốc gia trong khối thịnh vượng chung. Chủ tịch nước lúc bấy giờ diện trên mình tấm áo choàng truyền thống của người Nigeria ra tận sân bay để đón tiếp nữ hoàng và phu quân.
Hoàng đế Philip nói một câu đầy coi thường, trông ông như thể chuẩn bị lên giường ngủ. Hoàng đế từng viết thư cho một người bạn của gia đình: "Tôi biết anh sẽ không bao giờ đánh giá cao tôi thô lỗ và không được lịch sự, lại hay nói nhiều lời không đúng mực. Tôi thừa nhận ra điều đó có lẽ làm tổn thương người khác, thế là tôi lại thấy hối lỗi và cố gắng chữa lại." Sự bất lịch sự này cũng cho thấy việc thiếu khả năng tự nhận thức. Những người thiếu ý tứ này thường mắc lỗi về mặt xã giao, nhưng sẽ rất ngạc nhiên khi ai đó nói họ đã cư xử không phải phép. Có thể là khi nói lớn tiếng trong nhà hàng hay vô tình biểu hiện thô lỗ, họ thường khiến người khác cảm giác không quá thoải mái. Một bài kiểm tra não bộ về độ nhạy cảm xã giao được áp dụng bởi Richard Davidson, nghiên cứu vùng thần kinh nhận diện và đọc vị gương mặt, vùng hình thoi, trong khi người tham gia sẽ được cho xem các bức ảnh và các gương mặt. Thường thì khi ta được hỏi cả đánh giá cảm nhận của một người, vùng hình thoi nhận diện gương mặt của não bộ sẽ sáng ngay lên máy quét. Chắc các bạn cũng dự đoán được, ở những người có trực giác xã hội tốt, mức độ hoạt động của vùng này sẽ rất mạnh. Ngược lại, những người không thể tập trung nhìn ra trạng thái cảm xúc sẽ cho thấy hoạt động yếu. Người mắc chứng tự kỷ thường có hoạt động vùng hình thoi yếu nhưng lại có hoạt động mạnh ở vùng hạnh và có vùng cảm nhận lo âu. Họ thường cảm thấy lo lắng khi nhìn vào các gương mặt, nhất là khi phải nhìn vào mắt người khác, vốn là nơi chứa nhiều thông tin cảm xúc. Ví dụ, vết chân chim quanh mắt cho ta biết một người đang thực sự vui, trong khi nụ cười mà không có các dấu nhăn này lại cho thấy sự giả tạo. Thông thường thì trẻ em học về biểu cảm bằng cách nhìn vào mắt người khác. Những trẻ tự kỷ sẽ né tránh ánh mắt và do đó không học được những điều này. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể bỏ lỡ những dấu hiệu xã giao. Một nhà quản lý tại một công ty tư vấn tài chính từng bị cáo buộc đã có hành vi quấy rối tình dục 3 lần trong 3 năm. Và theo tôi được biết, lần nào vị quản lý này cũng bất ngờ vì ông không hề biết mình đã có hành vi cư xử không đúng mực. Những người dễ mắc sai sót như vậy thường không nhận thức được các quy tắc ngầm trong ứng xử và cũng không nhìn ra các tín hiệu cho thấy mình đang làm người khác không thoải mái. Thủy đạo của họ không có hoạt động tốt. Đây là những người vô ý tới mức sẵn sàng kiểm tra tin nhắn trong khi đang mặc niệm một đồng nghiệp quá cố. Bạn có nhớ người phụ nữ biết quá nhiều không? Người có thể đọc vị ra những thông điệp phi ngôn từ cực kỳ tinh vi, nhưng rồi một miệng nói điều gì đó khiến người khác phát ngượng. Người phụ nữ ấy đã thử tập thiền chính niệm để giúp bản thân có khả năng nhận thức nội tại tốt hơn. Sau một vài tháng tập chính niệm, cô nói: "Tôi đã có thể thấy một vài tình huống mà tôi dường như có thể quyết định cách ứng xử trước một sự kiện. Khi ấy, tôi vẫn có thể nhìn ra những gì người khác đang nói bằng cơ thể, nhưng không nhất thiết phải phản ứng lại ngay. Đó thực sự là một điều tốt." Hiểu được bối cảnh. Có những tình huống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ cư xử vô duyên, chí ít là lúc ban đầu. Chúng ta dễ mắc phải các sai lầm, tuy không cố ý khi đi tới một nền văn hóa mới và phải tập dần những quy tắc ứng xử căn bản. Tôi còn nhớ lần đến thăm một thiền viện trên Nepal, có một du khách người châu Âu đi ngang qua một chiếc quần đùi rất ngắn mà theo người Nepal là một sự bất kính, nhưng rõ ràng cô ấy không hề nhận thức được điều đó. Những người thường làm việc với đối tác từ nhiều nền văn hóa trong một nền kinh tế toàn cầu cần có sự nhạy bén nhất định trước các quy chuẩn ứng xử bất thành văn. Ở Nhật, tôi học được một bài học cay đắng là việc trao đổi danh thiếp là một nghi thức rất quan trọng. Người Mỹ thường quen với việc nhét vào trong túi một tấm danh thiếp mà không thèm nhìn và điều này bị coi là thiếu tôn trọng với người Nhật. Tôi được dạy phải nhận lấy tấm danh thiếp thật cẩn thận, cầm bằng cả hai tay, nhìn một chút trước khi cất vào trong một chiếc hộp riêng. Lời khuyên này đã hơi muộn vì tôi đã nhét luôn tấm danh thiếp vào túi mà không thèm liếc. Tài khéo léo trong giao tiếp đa văn hóa có vẻ cũng liên quan đến thấu cảm nhận thức. Ví dụ, những nhà điều hành giỏi trong việc áp dụng nhiều góc thường cũng khá hơn trong các yếu tố công tác có yếu tố nước ngoài. Có lẽ bởi họ có thể nhanh chóng nhận ra các quy chuẩn ngầm khi học về lối suy nghĩ thường gặp ở một nền văn hóa. Các quy tắc nền tảng về các điều được cho là phải phép có thể tạo ra các rào cản vô hình khi người được nhiều nền văn hóa làm việc cùng nhau. Một kỹ sư người Áo làm việc tại một công ty Hà Lan ham với tôi. Tranh luận rất được đề cao trong văn hóa Hà Lan. Bạn lớn lên cùng nó từ khi mới học tiểu học. Người ta coi việc này là cần thiết, nhưng tôi thì không thích cách tranh luận như thế. Tôi thấy nó quá dễ làm mất lòng và động chạm. Tôi luôn phải cố gắng không thấy bị xúc phạm, phải cố cảm thấy kết nối và thể hiện sự tôn trọng trong các cuộc đối đầu. Nếu bỏ qua yếu tố văn hóa, các quy tắc căn bản cũng thay đổi tùy vào người bạn ở bên. Có những câu chuyện vui, bạn chỉ có thể kể với hội bạn thân chứ không thể kể với sếp mình được. Việc chú ý đến hoàn cảnh cho phép ta nhận ra các biểu hiện xã giao tinh vi, những điều định hướng cách hành xử của ta. Những người để ý tới điều này thường hành động một cách khéo léo bất kể rơi vào tình huống nào. Họ không những biết mình cần nói hay làm gì, mà quan trọng hơn, họ còn biết nên tránh nói và làm gì.
Họ có thể làm theo một cách bản năng các quy chuẩn ứng xử chung, hành xử theo cách mà người khác cảm thấy thoải mái. Việc nhạy bén trước những cảm nhận của đối phương thể hiện qua phản ứng của họ trước điều ta nói hay làm sẽ giúp ta tránh được các cạm bẫy trong giao tiếp. Mặc dù chúng ta có thể có một vài ý niệm mang tính chủ ý về các quy chuẩn, ăn mặc thế nào cho ngày thứ 6 tuần thánh thoải mái, chỉ ăn mặc tay phải Ấn Độ, thì việc chú tâm tới các quy chuẩn ngầm phần nhiều mang tính trực giác và là năng lực chiều ngược. Đánh giá của ta về điều gì là phù hợp trong xã giao đến như một cảm giác trong cơ thể. Khi ta làm sai, ta cảm nhận rằng điều này không đúng lắm. Ta có thể bắt được những tín hiệu tinh vi thể hiện sự ngượng nghịu hay khó xử từ những người xung quanh. Nếu ta không nhận thức được những dấu hiệu cho thấy mình đang có các hành vi không phù hợp hay hoàn toàn không có cảm giác đó, thì ta vẫn cứ tiếp tục làm, không hề biết mình đi lạc hướng như thế nào. Một thí nghiệm về khả năng tập trung vào bối cảnh đã đánh giá hoạt động của vùng đồi hải mã Hippocampus, một vùng liên kết các mạch thần kinh kiểm soát các tình huống xã giao. Khu vực trước đồi hải mã này nằm kề với vùng hạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho ta hành động phù hợp với tình huống. Vùng đồi hải mã trước khi tương tác với vùng trước trán sẽ dập tắt bất cứ suy nghĩ bốc đồng không muốn làm gì không phải phép. Richard Davidson nêu ra giả thuyết rằng những người có sự tập trung cao trong các tình huống xã giao cũng sẽ có hoạt động và độ liên kết cao ở các mạch thần kinh đồi hải mã so với những người gặp vấn đề trong giao tiếp. Theo ông, đồi hải mã giúp ta cư xử khác khi ở bên gia đình so với ở nơi làm việc, hay khác khi trong văn phòng so với khi uống bia cùng đồng nghiệp. Nhận thức được bối cảnh cũng giúp chúng ta ở một khía cạnh khác. Vạch ra mạng lưới xã hội trong một nhóm, ở môi trường mới hay công việc mới, kỹ năng này giúp ta xây dựng các mối quan hệ hiệu quả. Thực tế, những người xuất chúng trong việc tạo ảnh hưởng trong tổ chức không những cảm nhận được các mối liên kết về mặt cá nhân mà còn chỉ ra được các gương mặt có tầm ảnh hưởng về quan điểm. Từ đó, mỗi khi cần, họ chỉ cần tập trung thuyết phục những người này để thuyết phục những người khác. Thế nhưng cũng có những người không nhận thức được các bối cảnh xã hội cụ thể. Ví dụ, đã có một nhà vô địch trò chơi điện tử dành quá nhiều thời gian vào màn hình máy tính. Khi anh chàng đồng ý gặp một nhà báo tại nhà hàng, anh đã rất ngạc nhiên không hiểu vì sao nơi đó lại đông đúc như vậy vào ngày lễ tình nhân. Một mức cực độ trong việc không nhận thức được bối cảnh xã hội có thể thấy ở chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD, khi một người có những phản ứng cực đoan trước các sự kiện đơn giản như xe nổ máy bởi họ coi đó như một điều nguy hiểm và chui xuống gầm bàn. Điều đáng chú ý là ở những người mắc chứng PTSD này, đồi hải mã sẽ teo lại nhưng rồi sẽ lại phát triển khi các triệu chứng bệnh bớt đi. Sự chia rẽ vô hình của quyền lực. Miguel là một người làm công Nhật và là một trong vô số những người nhập cư trái phép từ Mexico phải sống dựa vào đồng tiền công ít ỏi kiếm được từ những công việc vặt vãnh mỗi ngày, làm vườn, sơn nhà, dọn dẹp, bất cứ thứ gì. Ở Los Angeles, mỗi sáng người ta có thể thấy những người làm công Nhật tụ tập ở những góc phố, trải qua dọc các khu vực dân cư nơi người ta sẽ đi qua, dừng xe, thuê người. Một ngày nọ, Miguel nhận làm việc cho một người phụ nữ. Sau một ngày dài vất vả, bà ta không thèm trả cho anh lấy một xu. Miguel đã tái hiện lại giây phút đau đớn ấy trong một buổi hội thảo. Khi anh diễn lại chính sự việc mình trải qua, buổi hội thảo áp dụng phương pháp sân khấu của người bị áp bức được thiết kế để giúp những người may mắn hơn có sự thấu cảm cho cảm xúc của những nạn nhân từng bị áp bức. Sau mỗi lần một người như Miguel diễn xong cảnh của mình, một khán giả tình nguyện sẽ lên để tái dựng cảnh đó. Với tình huống của Miguel, một người phụ nữ diễn lại và thêm vào giải pháp cô cho là khả thi với vấn đề của anh. Cô ấy tiếp cận người thuê mình, nói về việc bà ta đang bất công và giải thích với lý lẽ với bà. Brent Blair, chủ trì của buổi hội thảo nói với tôi, nhưng với Miguel thì đó không phải là một lựa chọn. Cách tiếp cận này có thể sẽ hiệu quả với một phụ nữ trung lưu có quyền công dân, nhưng sẽ là bất khả thi cho một người nhập cư chỉ biết làm công Nhật. Miguel đứng ở góc sân khấu, nhìn cảnh đời mình được diễn lại trong câm lặng. Blair nói, đến cuối, anh ấy còn không thể quay ra nói gì với chúng tôi. Anh ấy chỉ biết thút thít khóc. Miguel nói anh đã không nhận ra mình đã bị áp bức đến thế nào cho tới khi nhìn chuyện đời mình được người khác kể lại. Sự đối lập giữa cách người phụ nữ hình dung tình cảnh của anh với thực tại anh trải qua cho thấy cảm giác của một người khi không được ai thấy, không được ai nghe, không được ai thông cảm, cảm giác khi chỉ là một người tầm thường bị bóc lột. Phương pháp này có tác dụng khi những người như Miguel học được cách nhìn người khác thông qua việc chứng kiến người khác kể lại chính câu chuyện của mình, nhưng là qua nhãn quan của họ. Và khi khán giả lên sân khấu để diễn lại những cảnh ấy, họ cũng được trải qua thực tại của người bị áp bức, từ đó có sự cảm thông theo đúng nghĩa của nó, thấy được bi thương, hiểu được nỗi đau.
Khi ta giao tiếp thông qua trải nghiệm cảm xúc, ta có thể hiểu một vấn đề bằng cả khối óc lẫn trái tim và từ đó tìm ra giải pháp. Blair nói, ông là giám đốc chương trình thạc sĩ nghệ thuật sân khấu ứng dụng tại trường Đại học Nam California, nơi sử dụng các phương pháp như trên để giúp đỡ những người khác từ cộng đồng áp bức. Ông thường dựng ra các chương trình tương tự với các nạn nhân bị cưỡng ép ở Rwanda hay thành viên các băng đảng ở Los Angeles. Bằng cách này, Blair đã nêu lên các vấn đề một thế hệ vô hình chia rẽ con người dựa trên quy định ngầm về địa vị xã hội và độ bất lực. Những kẻ có quyền lực thường không chú ý mấy đến những người bất lực, và chính điều này làm mất đi sự thấu cảm ở họ. Blair nhớ tới một lần tại một cuộc hội thảo quốc tế, khi chính ông phải trải qua cảm giác bị người có quyền lực hơn phớt lờ. Ông xem phần trình bày của vị CEO tại một công ty đồ uống lớn, một người khét tiếng vì thường hạ mức tiền công của công nhân, vì này nói công ty của mình đang giúp trẻ em được khỏe mạnh hơn. Trong phần hỏi đáp sau màn thuyết trình, Blair cố tình hỏi một câu hỏi rất trọng trạng: sao ông có thể nói về việc khỏe mạnh của trẻ khi không có mức lương phù hợp cho cha mẹ chúng? Vị CEO phớt lờ câu hỏi của Blair và chuyển ngay sang câu tiếp theo. Blair cảm thấy bất chợt cảm thấy như một người vô hình. Việc những người có quyền lực tự cho mình bỏ qua và không chú ý đến những người họ thấy phiền toái và những sự thật phiền toái đã trở thành chủ đề được bàn nhiều bởi các nhà tâm lý học xã hội, những người đang tìm ra mối quan hệ giữa quyền lực và những người người ta dành nhiều sự ít sự chú ý. Có lẽ khá dễ hiểu, khi ta tập trung nhiều vào những người ta coi trọng, nếu ta nghèo, ta dựa vào các mối quan hệ tốt với bạn bè và người thân là những người ta có thể cần nhờ sự giúp đỡ. Ví dụ khi người cần trông đứa con 4 tuổi lúc ta đi làm, những người ít có nguồn lực và thiếu sự ổn định cần dựa vào người khác. Theo quan điểm của Dacher, Kettner, nhà tâm lý học tại Đại học California, Berkeley, là vì thế những người nghèo có sự chú ý đặc biệt với người khác cũng như nhu cầu của họ. Ngược lại, người giàu có thể thuê được sự giúp đỡ bằng cách trả tiền cho một chủ cơ sở trông trẻ hay thậm chí thuê dịch vụ trông trẻ tư. Theo Kettner, điều này có nghĩa là người giàu có thể ít chú ý đến nhu cầu của người khác và vì thế cũng ít chú tâm tới họ và nỗi thống khổ của họ. Theo nghiên cứu của ông đã cho thấy, sự thật đáng buồn này chỉ sau một phiên làm quen 5 phút ngắn ngủi, người giàu, ít nhất là trong giới sinh viên Mỹ, cho thấy ít các biểu hiện tập trung như duy trì giao tiếp bằng mắt, cất đầu hay cười và có các hành vi thiếu để tâm như xem giờ, viết vẽ linh tinh hay tay máy chân tay. Sinh viên từ các gia đình giàu có dường như khá lạnh nhạt, trong khi sinh viên từ các gia đình nghèo cho thấy họ chú tâm, ấm áp và biểu cảm hơn. Trong một nghiên cứu tại Hà Lan, những người lạ mặt cùng nhau kể về các giai đoạn khó khăn trong đời họ. Có thể là cái chết của một người thân, một vụ ly dị hay mất mát trong tình yêu, sự phản bội, thậm chí là các nỗi đau từ thời thơ ấu như bị bắt nạt. Một lần nữa, những người có quyền lực hơn thường tỏ ra thờ ơ. Họ không cảm nhận được điều nhiều nỗi đau của người kia. Họ ít thấu cảm, chưa nói đến thể hiện được lòng trắc ẩn. Nhóm nghiên cứu của Kettner đã thấy sự chênh lệch về độ chú tâm tương tự giữa những người ở vị trí cao trong một tổ chức và những người ở vị trí thấp hơn. Họ được so sánh về kỹ năng đọc vị cảm xúc từ biểu cảm trên gương mặt. Trong bất cứ tình huống tương tác nào, những người nắm quyền cao hơn thường ít tập trung vào người khác hơn và cũng nhiều khả năng sẽ ngắt lời hay đập kiếm cuộc đối thoại. Tất cả đều thể hiện sự thiếu chú tâm. Ngược lại, những người có địa vị thấp thường cho thấy kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra về độ chuẩn xác thấu cảm. Họ đọc vị cảm xúc trên gương mặt người khác tốt hơn, thậm chí chỉ từ chuyển động cơ mặt quanh vùng mắt. Họ tập trung hơn trên mọi khía cạnh so với người địa vị cao hơn. Sự khác biệt về độ chú tâm dựa trên quyền lực có thể được nhận thấy thông qua một phép đo rất đơn giản: mất bao nhiêu thời gian để người A trả lời thư điện tử của người B. Nếu một người bỏ qua lá thư càng lâu trước khi trả lời, quyền lực xã hội tương đối của người đó càng lớn. Nếu đem áp thời gian phản hồi này vào bối cảnh của một tổ chức, bạn sẽ thấy nó phản ánh rất đúng địa vị xã hội của họ. Các ông sếp thường để mặc không trả lời thư hàng giờ hay hàng ngày, trong khi những nhân viên cấp dưới sẽ trả lời chỉ sau vài phút. Có cả một thuật toán cho hành vi này, một phương pháp rà soát dữ liệu gọi là xác định thứ bậc xã hội tự động, được phát triển tại Đại học Columbia khi áp dụng vào kho thư điện tử của tập đoàn Enron trước thời kỳ sụp đổ. Phương pháp này đã xác định chính xác vai trò của các quản lý cấp cao và cấp dưới của họ chỉ dựa trên khoảng thời gian trước khi họ trả lời thư của một người nào đó. Các cơ quan tình báo cũng đã áp dụng theo phép đo này với các nhóm nghi ngờ khủng bố, móc nối thông tin về tầm ảnh hưởng để xác định ra nhân vật chủ chốt. Quyền lực và địa vị là tương đối và thay đổi tùy tình huống. Rõ ràng, khi sinh viên từ các gia đình giàu có mừng tượng mình đang nói chuyện với người có địa vị còn cao hơn, họ cũng cải thiện được khả năng đọc vị cảm xúc trên gương mặt.
cách ta định vị bản thân trên các nấc thang xã hội có quyết định nhiều tới việc ta chú tâm đến đâu. Ta để ý hơn khi ta cảm thấy mình là người cấp dưới và ngược lại, ta ít chú tâm hơn nếu ta thấy mình ở bậc trên. Kết luận ở đây là bạn càng quan tâm đến ai, bạn càng chú ý đến họ, và bạn càng chú ý đến họ, bạn càng quan tâm. Sự quan tâm đi cùng với thương yêu. Tổng kết, trong giao tiếp xã hội, có nhiều người không có khả năng nhìn ra được các biểu hiện cho thấy một cuộc đối thoại đã đến hồi kết. Trên thực tế, khuynh hướng này là một trong số các biểu hiện của việc không biểu hiện xã giao. Thái cực ngược lại của hiện tượng này là trực giác xã giao, khả năng giúp ta giải mã chính các thông điệp phi ngôn từ được phát ra liên tục từ người khác, bổ nghĩa thêm cho những điều đang được nói ra. Những thông điệp phi ngôn từ này diễn ra thường xuyên và trong mọi loại tương tác, có thể là trong câu chào thường nhật hay trong một cuộc đàm phán căng thẳng. Những thông điệp ngầm ấy quan trọng không kém những gì ta nói ra, thậm chí có những lúc chúng còn quan trọng hơn ngôn ngữ nói. Hiểu được bối cảnh. Việc chú ý đến hoàn cảnh cho phép ta nhận ra các biểu hiện xã giao tinh vi, những điều định hướng đến cách hành xử của ta. Những người để ý tới điều này thường hành động một cách khéo léo bất kể rơi vào tình huống nào. Họ không những biết mình cần nói hay làm gì, mà quan trọng hơn, họ còn biết nên tránh nói và làm gì. Họ có thể làm theo một cách bản năng các quy chuẩn ứng xử chung, hành xử theo cách mà người khác thấy thoải mái. Việc nhạy bén trước những cảm nhận của đối phương thể hiện qua phản ứng của họ trước điều ta nói hay làm sẽ giúp ta tránh được các cạm bẫy trong giao tiếp. Nhận thức được bối cảnh cũng giúp chúng ta ở một khía cạnh khác, đó là vạch ra mạng lưới xã hội trong một nhóm. Ở ngôi trường mới hay trong công việc mới, kỹ năng này giúp ta xây dựng các mối quan hệ hiệu quả. Sự chia rẽ vô hình của quyền lực. Có một thế lực vô hình chia rẽ con người dựa trên quy định ngầm về địa vị xã hội và quyền lực. Những người có quyền lực thường không chú ý mấy đến những người không có quyền lực, và điều này làm mất đi sự thấu cảm ở họ. Cách ta định vị bản thân trên nấc thang xã hội cũng quyết định nhiều tới việc ta chú tâm đến đâu. Ta chú tâm hơn khi ta cảm thấy mình là cấp dưới, và ngược lại, ta ít chú tâm hơn khi ta thấy mình ở bậc trên. Action 1. Bạn đã bao giờ đọc vị các siêu thông điệp từ các kênh phi ngôn từ khi tham gia giao tiếp với người khác? 2. Theo bạn, bộ ba thấu cảm là gì? 3. Bạn đã bao giờ sử dụng thấu cảm nhận thức để tìm ra điểm yếu của một người và lợi dụng nó? 4. Bạn đã bao giờ nhận được sự quan tâm thấu cảm từ người khác? 5. Nếu gặp một người lạ bị đánh, bị cướp và đang nằm đau đớn ở bên đường, bạn sẽ làm gì? 6. Bạn đã bao giờ thử đọc vị cảm xúc trên gương mặt người khác? 7. Bạn có khả năng nhìn ra các biểu hiện cho thấy một cuộc đối thoại đã đến hồi kết không? 8. Bạn đã từng mắc sai lầm gì khi đến một nền văn hóa mới? Phần 4. Bối cảnh rộng hơn. Chương 12. Quy luật, hệ thống và hỗn loạn. Trong lúc ghé thăm một ngôi làng ở chân núi Himalaya thuộc địa phận Ấn Độ, một cú ngã cầu thang đã làm Larry Blenden phải nằm liệt giường hàng tuần chờ chấn thương ở lưng hồi phục. Không để thời gian trôi qua vô ích trong những tháng ngày cô quạnh, ông bảo vợ mình là Ziriza đi tìm trong thư viện địa phương tất cả sách về tiền xu Ấn Độ, bởi ông vốn là một nhà sưu tập tiền xu khi còn nhỏ. Đó cũng là lúc tôi gặp tiến sĩ Larry, bạn bè gọi ông như vậy, là một bác sĩ y khoa. Ông từng cùng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khởi xướng phong trào tiêm vaccine toàn cầu chống lại bệnh đậu mùa. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó ông nói với tôi, bằng cách đắm mình vào việc học tiền xu cổ Ấn Độ, ông cũng hiểu được vị trí của hệ thống giao thương mại tại nơi đây, với hứng thú sưu tầm tiền xu được khơi dậy trở lại ngay khi có thể ra khỏi giường. Tiến sĩ Larry đi du lịch dọc Ấn Độ, ghé thăm các chợ kim hoàn, những người hay bán các đồng xu vàng hay bạc theo cân. Một số đồng đã có niên đại rất lâu. Trong số này có các đồng xu từ thời Kushan, một quốc gia vào thế kỷ 2 sau công nguyên, được trị vì bởi đế chế Kabul kéo dài từ biển Aran cho tới vùng Berane. Tiền xu Kushan có hình thức được mượn từ người Bactrian, một tộc người bị xâm lăng, là hậu duệ của một đội quân Hy Lạp, được giao canh gác tại vùng này sau khi Alexander Đại Đế chinh phạt châu Á. Những đồng xu này thực sự có một câu chuyện rất thú vị. Ở một mặt của đồng xu Kushan có hình của một vị vua tại vị, mặt còn lại là hình ảnh một vị thần. Người Kushan theo Hòa giáo và là môn đồ của một tôn giáo ở Ba Tư, mà ở thời bấy giờ là một trong các nhóm tôn giáo lớn nhất. Thế nhưng nhiều đồng xu của Kushan không chỉ có hình các vị thần Ba Tư, mà còn có nhiều vị thần khác, như thần Shiva hay Phật Thích Ca, được mượn từ các tộc người Ba Tư, Ấn Độ, Hy Lạp, Hindu hay La Mã, thậm chí từ các quốc gia cách xa lãnh thổ của người Kushan. Vậy làm cách nào mà vào thế kỷ 2, một đế quốc với trung tâm ở Afghanistan
có thể biết nhiều về tôn giáo và còn thờ các vị thần nằm ngoài vùng lãnh thổ của họ như vậy? Câu trả lời chính nằm trong hệ thống kinh tế thời đó. Đế chế Kushan là đế chế đầu tiên trong lịch sử thiết lập một con đường được bảo vệ giữa khu vực Ấn Độ Dương, vốn là rất sôi động, và con đường tơ lụa. Người Kushan thường xuyên giao thiệp với các thương gia và các nhà truyền đạo từ các vùng Địa Trung Hải cho tới sông Hằng, từ bán đảo Ả Rập cho tới các vùng sa mạc Tây Bắc Trung Quốc. Còn có những người khám phá thú vị khác. Tôi tìm được rất nhiều tiến sĩ La Mã ở Nam Ấn Độ và cố gắng tìm hiểu lý do vì sao chúng đến được đó. Tiến sĩ Larry khoe, hóa ra người La Mã, những người có đế chế kéo dài tới tận Hồng Hải ở Ai Cập, đã đi thuyền qua Ả Rập đến vùng Goa để giao thương. Bạn có thể tìm ra nguồn gốc của các đồng xu này chỉ bằng cách lần ngược và suy luận các cung đường giao thương vào thời kỳ đó. Lúc đó, tiến sĩ Larry vừa làm việc tại vùng Đông Á trong nỗ lực lịch sử của WHO xóa sổ bệnh đậu mùa thành công. Ông chuẩn bị đi học ở Đại học Michigan để lấy bằng thạc sĩ ngành y tế công. Đã có một sự hòa hợp thú vị giữa các khám phá của ông về các cung đường giao thương và những gì ông chuẩn bị được học tại Michigan. Tôi đã được học các khóa về phân tích hệ thống và đang học khóa về dịch tễ học. Nội dung học rất hợp với lối suy nghĩ của tôi. Tôi nhận ra việc truy tìm nguồn gốc của một đại dịch cũng giống như việc lần theo sự phát triển của một nền văn minh cổ đại như người Kushan, với đủ các bằng chứng khảo cổ, ngôn ngữ rồi văn hóa. Ví dụ, đại dịch cúm toàn cầu năm 1918 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 50 triệu người trên toàn thế giới. Nhiều khả năng đã bắt đầu từ Kansas và bị phát tán bởi lính Mỹ đi chiến đấu ở các nước khác trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất. Tiến sĩ Larry cho biết, bệnh cúm này lan khắp thế giới với tốc độ của các con tàu chạy động cơ hơi nước và chuyền tàu hỏa Orient Express. Ngày nay, các đại dịch có thể lan truyền với tốc độ của một chiếc máy bay 747. Hay như bại liệt, một căn bệnh thường gặp ở thời cổ đại nhưng không thường xuyên. Chính xu hướng đô thị hóa đã khiến căn bệnh này thành một đại dịch. Ở thành thị, người dân dùng chung nguồn nước bị ô nhiễm thay vì lấy nước từ giếng riêng. Một đại dịch có thể được dùng để minh họa cho yếu tố động lực học hệ thống, dynamic. Bạn càng có suy nghĩ một cách hệ thống, bạn càng có thể dễ dàng truy ra gốc tích của một đồng xu, một tác phẩm nghệ thuật, một tôn giáo hay một căn bệnh. Hiểu được các một đồng xu đi dọc một cung đường giao thương cũng như phân tích biểu hiện lây lan của một loại virus. Phép phân tích quy luật này cho thấy cách hoạt động của một tư duy hệ thống. Năng lực đôi lúc phải nói là phi thường này cho phép ta dễ dàng chỉ ra các chi tiết trong một chuỗi thông tin hình ảnh. Như trong bộ sách Wonder ở đâu, nếu bạn dơ ra một bức ảnh với rất nhiều các chấm tròn và yêu cầu ai đó đoán xem có bao nhiêu tất cả, những người ước chừng gần sát sẽ là những người có tư duy hệ thống. Tài năng này thường xuất hiện ở những người giỏi trong các lĩnh vực như thiết kế phần mềm hay những chuyên gia giải quyết các vấn đề sinh thái. Bản chất của hệ thống là một chuỗi các quy luật lặp đi lặp lại. Việc nhận ra các quy luật được thực hiện bởi mạch thần kinh tại vùng vò đỉnh não. Tuy vậy, các vùng cụ thể của một não bộ hệ thống nếu có tồn tại vẫn chưa được xác định hết. Hiện tại người ta chưa chỉ ra được một mạng lưới hay mạch thần kinh não bộ nào giúp ta có thể tư duy theo hệ thống một cách tự nhiên. Chúng ta học cách đọc và định vị hệ thống nhờ tài năng học tập tổng thể tuyệt vời của vỏ não mới. Năng lực này, như trong các toán học hay kỹ thuật, có thể được tái hiện lại bởi máy tính. Chính điều này khiến tư duy hệ thống khác biệt so với khả năng tự nhận thức và thấu cảm, vốn là hai mảng hoạt động phần lớn do mạch chiều ngược phụ trách. Người ta sẽ cần phải cố gắng để hiểu được hệ thống, nhưng để thực sự thành công trong cuộc sống, ta rất cần nắm chắc biến thể của tập trung này, cũng như hai khía cạnh tự nhiên kia, hỗn loạn và những vấn đề đại họa. Lối nghĩ có hệ thống đã được tiếp tục được tiến sĩ Larry áp dụng cho đến nay, khi ông đang là giám đốc quỹ nguy cơ toàn cầu SCOL, một tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ nhân loại trước các mối nguy hiểm, trong đó có xung đột tại Trung Đông, phổ biến hạt nhân, đại dịch toàn cầu, biến đổi khí hậu, hai các cuộc chiến có thể nổ ra do nguồn nước khan hiếm. Chúng tôi tìm các điểm nóng, những nơi vấn đề có thể nổ ra. Ví dụ, vấn đề khan hiếm nước và xung đột xảy ra giữa ba quốc gia có trang bị vũ khí hạt nhân là Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Khoảng 95% lượng nước ở Pakistan được dùng cho nông nghiệp, nhưng hầu hết các con sông chính của quốc gia này lại chảy xuống từ Ấn Độ. Người Pakistan cho rằng Ấn Độ kiểm soát các cửa xả ở quốc gia này, từ đó kiểm soát thời gian và lượng nước Pakistan nhận được. Và phía trên thượng nguồn của Ấn Độ, người dân ở đây lại cho rằng Trung Quốc đang kiểm soát lượng nước chảy ra từ vùng địa cực thứ ba, chính là vùng cao nguyên băng tuyết Himalaya. Thế nhưng không một ai biết lượng nước thực chảy qua hệ thống sông này là như thế nào, chảy vào mùa nào, có bao nhiêu cổng xả, các cổng này ở đâu hay được dùng vào mục đích gì. Dữ liệu này được che đậy như một công cụ chính trị của chính phủ ba nước.
tiến sĩ Larry nói. Vậy nên chúng tôi ủng hộ giải pháp để một bên thứ ba thu thập và minh bạch hóa thông tin. Điều đó sẽ là cơ sở cho bước tiếp theo, phân tích các điểm then chốt có hay có vấn đề. Một sự thay đổi nhanh chóng sẽ là tố quan trọng để chiến đấu lại một đại dịch cúm trong tương lai. Nếu xuất hiện một chủng cúm mà không cá thể nào có miễn dịch, thế nhưng sẽ không ai có thể thử nghiệm trước biện pháp phản hồi ấy, bởi tình huống như vậy sẽ không thể có tiền lệ trong lịch sử. Ví dụ thời đại dịch 1918 thì không thể có máy bay bồi 47. Mối nguy hại như vậy là lớn đến mức chúng ta không được phép sai sót. Đây là những tiêu chí về một đại dịch được xếp vào hàng hiểm họa, nghĩa là sẽ rất khó có thể giải quyết. Thế nhưng, việc đối khó với hiện tượng nóng lên toàn cầu lại được coi là vấn đề đại họa khi mà không có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm chính. Thời gian thì đang gần cạn, những người ta đang tìm giải pháp lại chính là những kẻ gây ra nó, tức tất cả chúng ta. Các chính sách chính thống xem thường tầm quan trọng của vấn đề này với tương lai nhân loại. Chưa hết, các đại dịch và hiện tượng nóng lên toàn cầu đều được coi là hỗn loạn khi mà một vấn đề phiền toái lại có sự tương tác qua lại trong hệ thống chứa nhiều các vấn đề liên quan đến nhau. Do vậy, theo tiến sĩ Larry, đây đều là các vấn đề rất phức tạp và ta đang thiếu quá nhiều dữ liệu cần thiết cho việc tìm ra giải pháp. Hệ thống có thể là vô hình với người thường, nhưng chúng ta có thể biến nó thành hữu hình bằng cách thu thập dữ liệu từ đủ các nguồn, giúp định hình các yếu tố động lực học của hệ thống đó. Càng có nhiều dữ liệu, ta sẽ càng nhìn rõ được hơn hệ thống. Và đây chính là lúc ta phải nhắc đến dữ liệu lớn. Nhiều năm sau, ở những tháng ngày sưu tầm tiền xu ở Ấn Độ, tiến sĩ Larry trở thành giám đốc điều hành thành lập ra Google.org, là một tổ chức con phi lợi nhuận của Google. Ở đó, ông đưa ra một số các ứng dụng có dữ liệu lớn rất được chào đón, phát hiện cúm. Một nhóm kỹ sư tình nguyện từ Google đã làm việc cùng các nhà dịch tễ học từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch CDC để phân tích một khối lượng khổng lồ các từ khóa như sốt hay đau nhức vốn có liên quan đến triệu chứng cúm. Chúng tôi sử dụng hàng chục ngàn chiếc máy tính cùng lúc để lùng lại các kết quả tìm kiếm trên Google trong 5 năm qua để tạo nên một thuật toán dự toán các đợt bùng phát cúm. Tiến sĩ Larry nhớ lại, thuật toán thu được đã phát hiện ra các đợt bùng phát chỉ trong một ngày so với khoảng thời gian 2 tuần mà CDC thường cần để nhìn ra các điểm nóng của bệnh dựa trên báo cáo của bác sĩ. Các phần mềm dữ liệu lớn phân tích một lượng thông tin khổng lồ và việc sử dụng dữ liệu của Google để phát hiện bùng phát dịch cúm chỉ là một trong số các ứng dụng đầu tiên của dữ liệu lớn một cách đại chúng, tạo thành một phương pháp trí tuệ tập thể. Dữ liệu lớn cho phép chúng ta biết nơi ta cần hướng sự chú ý tới. Các ứng dụng thật sự là vô tận. Ví dụ, việc phân tích sự kết nối giữa mọi người thông qua cuộc gọi, dòng tweet, tin nhắn và các tương thức tương đương sẽ cho thấy được hệ thống của một tổ chức và mạng lưới liên kết trong đó. Những nhân vật có nhiều kết nối nhất thường cũng là người có tầm ảnh hưởng nhất. Họ là người kết nối cộng đồng, nắm giữ kiến thức hay phân bổ quyền lực. Một trong những ứng dụng thương mại đang ngày được nhân rộng của dữ liệu lớn là một công ty di động sử dụng phương pháp này để phân tích các cuộc gọi thực hiện bởi khách hàng của họ. Từ đây, họ sẽ xác định được các thủ lĩnh trong bộ tộc là những cá nhân nhận và thực hiện nhiều cuộc gọi nhất trong một nhóm thân quen. Công ty này thấy rằng nếu một người thủ lĩnh sử dụng dịch vụ mà họ cung cấp, những người khác trong nhóm nhiều khả năng sẽ làm theo. Ngược lại, nếu thủ lĩnh dừng dịch vụ để chuyển sang nhà cung cấp khác, những người trong nhóm cũng sẽ làm vậy. Từ lâu, điểm tập trung chú tâm tập thể đã là thông tin trong nội bộ. Thomas Davenport, một nhà nghiên cứu các ứng dụng của dữ liệu lớn từng nói với tôi, như chúng ta đã moi hết sạch những gì có thể từ đó rồi, nên giờ phải chuyển qua các thông tin bên ngoài như mạng Internet, đánh giá của khách hàng, rủi ro chuỗi cung ứng và các nguồn tương tự. Davenport là cựu giám đốc viện nghiên cứu thay đổi chiến lược Accenture và đang nằm trong ban quản lý chuyện kinh doanh Harvard khi chúng tôi gặp mặt. Ông nói, chúng ta cần một mô hình sinh thái mà ở đó ta có thể khảo sát được môi trường thông tin bên ngoài, tức bất cứ thứ gì đang xảy ra xung quanh mà có thể tác động tới một công ty. Davenport lập luận rằng thông tin một tổ chức lấy được từ hệ thống máy tính của họ có thể ít hữu dụng hơn nhiều so với những gì đến từ các nguồn thông tin trong hệ sinh thái chung được xử lý bởi cộng đồng, hay một công cụ tìm kiếm cũng có thể cho bạn một lượng thông tin khổng lồ đấy nhưng không đưa ra được bối cảnh để bạn hiểu được chúng, chưa nói đến độ tin cậy của thông tin. Tính hữu dụng của thông tin đến từ chính những người kiểm soát nó. Lý tưởng nhất thì người quản lý thông tin sẽ nhấn mạnh vào những gì quan trọng, cắt bỏ hết những thứ khác, thiết lập bối cảnh mà trong đó dữ liệu mang ý nghĩa và phải làm được tất cả việc đó theo cách người khác thấy vì sao thông tin lại quan trọng, để từ đó khiến người ta phải chú ý. Những người quản lý dữ liệu tốt nhất không chỉ đưa chúng vào bối cảnh có nghĩa mà còn cách biết cách đặt các câu hỏi phù hợp.
Khi tôi phỏng vấn Davenport, ông đang viết một cuốn sách khuyến khích những nhà quản lý dự án dữ liệu. Lớn hãy biết đặt những câu hỏi như: chúng ta có đang xác định đúng vấn đề? Chúng ta có dữ liệu chính xác không? Đâu là những giả định phía sau các thuật toán chạy dữ liệu? Mô hình giả định có phù hợp với thực tế hay không? Tại hội nghị về dữ liệu lớn ở MIT, một diễn giả chỉ ra rằng cơn khủng hoảng tài chính từ năm 2008 chính là một thất bại của phương pháp sử dụng dữ liệu khi mà các quỹ bảo hiểm rủi ro trên thế giới dần sụp đổ. Vấn đề ở đây là các mô hình toán học của dữ liệu lớn chỉ là các phép đơn giản. Cho dù các con số đưa chúng ra là hấp dẫn, thì các phép toán đó vẫn chỉ dựa vào mô hình và giả định. Chúng có thể đánh lừa những người tin tưởng quá mức vào kết quả chúng cho ra. Cũng tại hội nghị này, Richard Stott, một nhà khoa học thống kê lâu năm tại phòng nghiên cứu Google, cũng đã chỉ ra rằng khoa học dữ liệu đòi hỏi nhiều hơn chỉ là các kỹ năng toán học. Người ta cần phải có cả trí tò mò, có sự sáng tạo được dẫn lối bởi kinh nghiệm, chứ không phải chỉ bởi dữ liệu. Suy cho cùng, năng lực trực giác tốt nhất cũng là cần một khối dữ liệu lớn, được ta thu thập qua nhiều năm kinh nghiệm sống và lại được sàng lọc bởi chính não bộ con người. Tổng kết, bản chất của hệ thống là một chuỗi các quy luật lặp đi lặp lại. Việc nhận ra các quy luật được thực hiện bởi mạch thần kinh tại vùng vò đỉnh não. Tuy vậy, các vùng cụ thể của một não bộ hệ thống, nếu có tồn tại, vẫn chưa được xác định hết. Hiện tại, người ta chưa được chỉ ra một mạng lưới hay thần kinh não bộ nào có thể giúp ta có thể tư duy theo hệ thống một cách tự nhiên. Chúng ta học cách định vị và định vị hệ thống nhờ tài năng học tập tổng thể tuyệt vời của vò não mới. Năng lực này trong toán học hay kỹ thuật có thể được tái hiện lại bởi máy tính. Chính điều này khiến tư duy hệ thống khác biệt so với khả năng tự nhận thức và thấu cảm, vốn là hai mảng hoạt động lớn do mạch chiều ngược phụ trách. Người ta sẽ cần phải cố gắng để hiểu được về hệ thống, nhưng để thực sự thành công trong cuộc sống, ta cần nắm chắc biến thể của tập trung này cũng như hai khía cạnh tự nhiên kia. Hỗn loạn và những vấn đề đại họa. Hệ thống có thể là vô hình với người thường, nhưng chúng ta có thể biến nó thành hữu hình bằng cách thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, giúp định hình các yếu tố động lực học của hệ thống đó. Càng có nhiều dữ liệu, ta càng nhìn rõ được hệ thống. Đây cũng chính là lúc ta nhắc đến dữ liệu lớn. Chương 13. Mù hệ thống. Mao Pilinguk có thể đọc được các vì sao và các đám mây, từng đợt sóng biển, từng đàn chim trên mặt trời, không khác gì đọc tín hiệu GPS. Mao sẽ đem đến những thứ đọc được này, cùng nhiều thứ thông tin khác trên vùng Nam Thái Bình Dương, một vùng rộng lớn mà có đi hàng tuần thì cũng chỉ thấy đường chân trời. Tất cả những gì ông sử dụng chỉ là kiến thức về biển khơi, học được từ các bậc bù lão trên hòn đảo quê hương Caroline của vùng Satawa. Mao sinh năm 1932, là người bản địa cuối cùng còn thực hành thuật tìm đường của người Polynesia, trèo lái những chiếc xuồng hai lớp chỉ với kiến thức truyền miệng được lưu trong đầu để vượt hàng trăm hay hàng ngàn dặm biển giữa các hòn đảo. Thuật tìm đường minh họa cho lối tư duy hệ thống ở mức độ đỉnh cao, khi một người có thể đọc được các dấu hiệu tinh vi như nhiệt độ hay độ mặn của nước biển, các dấu tích hay cây cỏ trôi nổi trên biển, quy luật bay của chim, nhiệt độ, tốc độ và hướng gió, nhịp điệu sóng biển hay sự xuất hiện rồi ẩn đi của các vì sao đêm. Tất cả những kiến thức đó sẽ đem so với một tấm bản đồ trong tâm trí, mà trên đó người ta có thể tìm ra các hòn đảo. Tất cả đều là kiến thức cổ được lưu lại qua những tích truyện, những bài ca hay vũ điệu dân gian. Chính những thứ ấy đã giúp Mao chèo lái con thuyền kiểu Polynesia của mình vượt 2.361 dặm từ Hawaii tới Tahiti. Chuyến đi năm 1976 ấy đã khiến các nhà nhân chủng học nhận ra sự thật rằng những người dân đảo thời cổ có thể di chuyển trên vùng Nam Thái Bình Dương một cách thường xuyên, qua lại giữa các hòn đảo cách xa nhau nhiều dặm. Thế nhưng, trong khi Mao vẫn giữ được tinh hoa kiến thức về các hệ thống tự nhiên, thì cũng trong nửa sau thế kỷ đó, người Polynesia lại đang quay sang sử dụng các công cụ chỉ đường hiện đại. Kiến thức của ông chỉ là một kho tàng đang bị chìm dần vào quên lãng. Chuyến đi bằng xuồng của Mao đã khơi dậy hứng thú trong việc phục hồi lại nghệ thuật tìm đường trong cộng đồng người bản địa vùng Nam Thái Bình Dương, và hứng thú ấy đã được tiếp tục tới ngày nay. 50 năm sau ngày ông được phong là một người tìm đường, Mao đã lại được thực hiện nghi lễ tương tự cho một nhóm đệ tử do chính ông đào tạo. Những nguồn trí thức được lưu truyền từ đời này sang đời khác là ví dụ minh họa cho các kiến thức của những người nhóm bản địa, thứ từng giúp họ sinh tồn ở các vùng lãnh thổ riêng, cho phép họ tìm được những nhu cầu thiết yếu như thức ăn, an toàn, quần áo và chỗ trú ẩn. Trong suốt lịch sử nhân loại, nhận thức hệ thống, tức khả năng phát hiện và vạch ra quy luật và trật tự giữa vô vàn hỗn loạn của thế giới tự nhiên đã được thúc đẩy bởi nhu cầu sinh tồn cấp thiết của những người dân bản địa để có thể hiểu về sinh thái nơi họ sinh sống. Họ cần biết loài thực vật nào độc hại
loài nào bổ dưỡng hay có tính trị thương, nơi nào có thể lấy nước uống, nơi nào tìm được thảo dược hay thức ăn, làm sao để nhận biết các dấu hiệu thay đổi mùa. Nhưng có một vấn đề, chúng ta được lập trình sinh học để ăn và ngủ, sinh sản và nuôi con, chiến đấu hoặc trốn chạy và rất nhiều các phản xạ sinh tồn tự nhiên khác trong bộ năng lực bản thân. Nhưng chính chúng ta cũng đã thấy không có bất cứ một hệ thống thần kinh nào dành riêng cho việc hiểu các hệ thống rộng hơn, nơi ta phải sử dụng đến các năng lực này. Thoạt nhìn các hệ thống là vô hình với não bộ của ta. Ta không thể trực tiếp nhận thức được bất cứ điều gì trong vô vàn hệ thống quyết định thực tại của ta. Chúng ta chỉ có thể hiểu được chúng một cách gián tiếp thông qua các mô hình tư duy, như ý nghĩa của các đợt sóng, các chòm sao, đường bay của các loài chim biển và hành động dựa trên các mô hình này. Các dữ liệu được sử dụng càng có cơ sở, các hành động can thiệp của ta sẽ càng hiệu quả. Ví dụ như bắn tên lửa vào thiên thạch, còn dữ liệu càng xa vời, hành động sẽ càng kém hiệu quả như với hầu hết các chính sách giáo dục. Các hiểu biết này được đúc kết từ những bài học đắt giá và trở thành tri thức được phân bố, chia sẻ giữa một cộng đồng người, ví dụ như kiến thức về tính chất trị thương của một loài thảo mộc, và rồi các thế hệ cha ông truyền vốn hiểu biết này lại cho con cháu mình. Một trong số các học trò của Mao tên là Elizabeth Kapu Uwailani Linsley, là một nhà nhân chủng học sinh ra tại Hawaii, chuyên nghiên cứu về thuật tìm đường của các dân tộc, đã trở thành một nhà thám hiểm và là thành viên của Hội Địa lý Quốc gia. Sứ mệnh của bà là giải cứu các giá trị dân tộc, tức bảo tồn các nguồn tri thức và truyền thống bản địa đang dần biến mất. Sự mai một của các kho tri thức dân gian hầu hết là do tiếp biến văn hóa và thuộc địa hóa, hay do chính phủ gạt chúng ra ngoài lề xã hội. Bà chia sẻ, tri thức có thể được lưu truyền theo nhiều cách. Ví dụ, các điệu nhảy của người Hawaii chính là cách truyền động vào lời ca, chứa đựng những thông điệp về gốc gác, về thiên văn, quy luật tự nhiên và cơ sở lịch sử văn hóa của chúng tôi. Sự chuyển động của các vũ công, tiếng hát, thậm chí tiếng trống pahu đều có những ý nghĩa nhất định. Đó đều là những tập quán truyền thống thiêng liêng. Mà nói thêm, thế rồi những người truyền giáo xuất hiện và nói rằng các điệu nhảy đó là phi đạo đức. Phải đến thời phục hưng cho văn hóa những năm 1970 thì điệu hula cổ, hay còn gọi là hula haikiko, mới lại xuất hiện. Còn trước đó, các điệu hula hiện đại chỉ là để phục vụ nhu cầu giải trí của du khách. Mao đã liên tục học hỏi qua nhiều năm với nhiều người thầy. Ông của Mao chọn ông để học trở thành một người tìm đường tương lai khi Mao mới chỉ lên năm. Kể từ đó, Mao được đi cùng những người đàn ông lớn tuổi hơn chuẩn bị xuồng để đi bắt cá. Ông được đi biển, được nghe các câu chuyện về những chuyến ra khơi, những câu chuyện chứa đựng bên trong các mẹ tìm đường, những câu chuyện họ được kể họ cả thâu đêm khi họ ngồi trong nhà chiếu xuồng. Nói tóm lại, Mao đã được học với gần một chục những chuyên gia tìm đường. Các nguồn nghiên cứu dân gian này thể hiện cho gốc rễ của khoa học là nhu cầu về những hiểu biết mà hàng thế kỷ qua đã dần chuyển biến trở thành hàng loạt các chuyên ngành khoa học không ngừng phát triển cho đến ngày nay. Sự phát triển ấy mang tính tự sắp đặt, có lẽ là để thỏa mãn động cơ sinh tồn tiềm ẩn trong con người, mong muốn được hiểu biết về thế giới xung quanh. Phát minh ra văn hóa đã là một bước chuyển dịch lớn lao cho loài người hiện đại, Homo sapiens, tạo ra ngôn ngữ và một mạng nhận thức chung của kiến thức, một khối kiến thức vượt ngoài tầm hiểu biết hay tuổi thọ của bất cứ cá nhân nào, để từ đó chúng ta có thể sử dụng khi cần và truyền lại cho các thế hệ sau. Văn hóa cũng giúp tạo sự chuyên môn hóa, ta có bà đỡ và thầy thuốc, chiến binh và thợ xây, nông dân và thợ dệt. Mỗi mảng kiến thức chuyên môn này có thể được chia sẻ với những người nắm giữ vùng kiến thức sâu rộng nhất của mỗi mảng, sẽ trở thành người thầy, người dẫn dắt cho các cá nhân khác. Các nguồn tri thức dân gian đã trở thành những khía cạnh thiết yếu trong quá trình tiến hóa xã hội, trong đó các nền văn hóa giao lưu, truyền các tinh hoa trí tuệ qua thời gian, các tộc người nguyên thủy vào thời kỳ đầu của tiến hóa, có thể phát triển hoặc lụi tàn phụ thuộc vào trí tuệ tập thể trong cách hiểu hệ sinh thái xung quanh. Họ phải dự đoán các thời điểm phù hợp cho trồng trọt, thu hoạch và các hoạt động tương tự. Đây chính là cơ sở cho sự ra đời của các hệ thống lịch đầu tiên. Thế nhưng khi cuộc sống hiện đại đang cung cấp máy móc để thay thế cho các nguồn tri thức cổ, la bàn, thiết bị chỉ đường và giờ, thì có bản đồ trực tuyến, người bản địa cùng tất cả mọi người cùng lệ thuộc vào chúng mà quên đi các kiến thức xưa như đối với tình cảnh của thuật tìm đường. Điều này cũng đã xảy ra với gần như tất cả các mảng kiến thức liên quan đến các hệ thống trong tự nhiên. Những đợt tiếp xúc đầu tiên của một tộc người bản địa với thế giới bên ngoài thường cũng là mốc đánh dấu sự quên lãng dần của những vốn tri thức dân gian. Khi tôi trò chuyện với Lindsay, bà đã chuẩn bị tới Đông Nam Á để gặp tộc người Mokan, một nhóm người du mục biển. Trước khi trận sóng thần năm 2004 quét qua các hòn đảo, họ sống trên biển Ấn Độ Dương. Người Mokan nhận thấy chim ngừng hót và cá heo thì bơi xa bờ hơn, và kể lại, và thế là họ lên thuyền và ra khơi xa, nơi đỉnh sóng thần là thấp nhất khi nó ập tới, không một người Mokan nào bị thương.
với những nhóm người khác vốn từ lâu đã quên cách lắng nghe chim hay nhìn biểu hiện của cá heo và cũng không biết giải mã các biểu hiện ấy thế nào, họ đã bỏ mạng. Lindsay cho rằng người Moken đang bị bắt phải từ bỏ lối sống du mục trên biển của mình và định cư trên đất liền tại Thái Lan và Burma. Các kiến thức về sinh thái này có thể sẽ biến mất khỏi nguồn ký ức tập thể chỉ trong vòng một thế hệ nếu không còn hình thức lưu truyền cho đời sau. Lindsay vốn là một nhà nhân chủng học được nuôi dạy bởi các thầy lang bản địa ở Hawaii, nói với tôi: "Tôi được các bậc bố lão dạy rằng khi đi vào rừng tìm hoa sâu vòng hay tìm cây làm thuốc, ta chỉ được lấy một vài bông và lá trên mỗi cành. Khi ta đi rồi, rừng cây vẫn xanh nguyên vẹn như thể chưa ai chạm tới. Ngày nay, trẻ con đi vào cầm theo các túi rác ni lông và bẻ gãy cành cây. Việc người ta không biết gì về hệ thống xung quanh này từ lâu rồi đã khiến tôi băn khoăn, nhất là khi tôi đang nghiên cứu về sự thiếu hiểu biết mà tính tập thể này, trong bối cảnh các hành động thường ngày của chúng ta đang đe dọa tới chính sự sinh tồn của nhân loại. Chúng ta dường như không có cách nào để nhận thức, ngăn các hệ quả tiêu cực cho chính các hệ thống con người tạo ra, trong đó có công nghiệp và giao thương. Ảo tưởng về kiến thức. Sau đây là một vấn đề, đồng thời cũng là cơ hội cho một nhà bán lẻ lớn toàn quốc. Đơn vị mua một tạp chí của họ cho biết 65% số tạp chí được in ở Mỹ không bao giờ được bán. Con số này quy ra là hàng trăm tỷ đô bị lãng phí trong hệ thống kinh tế, nhưng không bên nào trong hệ thống này có thể một mình thay đổi thực tế được. Và thế là chỗ bán lẻ, vốn là một trong số các đơn vị mua tạp chí lớn nhất trong nước, đã ngồi cùng nhóm nhà xuất bản và nhà phân phối tạp chí để tìm giải pháp. Đối với ngành tạp chí, vốn đang bị chèn ép bởi các phương tiện số dẫn đến doanh thu giảm, vấn đề là rất bức thiết. 2 năm trời không một ai quyết được vấn đề, tất cả chỉ nhún vai mặc đó. Giờ thì họ thực sự cần nhìn nhận một cách cẩn trọng. Bất kể bạn có nhìn trên góc độ nào, thì việc này quá là phung phí, xét thuần về chi phí, số cây bị đốn hạ hay lượng carbon thải ra. Theo Zip Ellison, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Blue Sky, Ellison, người giúp ra đưa ra tham vấn cho nhóm, nêu thêm: "Chúng ta sẽ thấy điều này ở hầu hết một chuỗi cung ứng. Chúng được xây dựng vào thế kỷ 19, chỉ xét đến việc bán được gì chứ không quan tâm đến sự bền vững hay giảm thiểu lượng rác thải. Khi một phần trong chuỗi tìm cách tối đa hóa cho bản thân mình, nó lại làm giảm hiệu quả của cả chuỗi. Một trong những vấn đề lớn nhất chính là việc các đơn vị quảng cáo vẫn phải trả tiền theo số tạp chí có chữ quảng cáo của họ thay vì số tạp chí được bán ra. Thế nhưng một cuốn tạp chí được lưu hành thì có khi cũng chỉ ở trên kệ hàng tuần hay hàng tháng, rồi sau đó lại biến thành giấy vụn. Và thế là nhà xuất bản lại quay lại nhà quảng cáo và giải thích cơ sở tính giá mới. Chỗ bán lẻ phân tích xem tạp chí nào bán chạy nhất ở cửa hàng nào. Ví dụ, người ta thấy rõ ràng tờ Roser sẽ bán chạy ở 5 thị trường này, nhưng lại không bán được ở 5 khu vực khác. Chỗ này sau đó có thể điều chỉnh để các tạp chí được đưa tới nơi chúng được ưa chuộng. Tổng lại, những sự thay đổi như thế đã giúp giảm nguồn lực bị lãng phí đến 50%. Đây không là những điểm cộng về mặt môi trường mà còn giúp giải phóng không gian các kệ để đưa các sản phẩm khác vào, lại còn tiết kiệm tiền cho các nhà xuất bản đang đau đầu. Giải quyết những vấn đề như trên đòi hỏi việc ra được các hệ thống hoạt động. Chúng tôi tìm các vấn đề mang tính hệ thống mà không thể giải quyết chỉ bởi một bên, dù là cá nhân, chính phủ hay công ty. Ellison nói, đột phá đầu tiên trong giải quyết vấn đề tạp chí nằm ở chính việc đưa ra những bên liên quan ngồi xuống cùng nhau và chỉ ra cho họ hệ thống đang vận hành thế nào. Sự mù hệ thống là vấn đề chủ đạo trong công việc của chúng tôi. John Stamen cho biết ông đang nắm giữ chức chủ tịch ngành lý thuyết hệ thống tại trường quản lý Swan của MIT. Ngành nghiên cứu này do Jay Forrester, chính là thầy của Stamen, lập ra. Stamen từ lâu đã là chuyên gia để người ta tìm đến mỗi khi muốn tìm hiểu về một hệ thống. Ông cũng là giám đốc của nhóm động lực học hệ thống tại MIT. Cuốn sách kinh điển của ông viết về tư duy hệ thống đã áp dụng trong các tổ chức và các thực thể phức tạp khác. Cuốn khác đã chỉ ra một mấu chốt quan trọng, đó là những tác động ta coi là tác dụng phụ thực ra đã bị đặt tên sai. Trong một hệ thống không có những tác động phụ mà chỉ có tác động đã được dự đoán trước hay chưa. Nhưng thứ bị coi là tác dụng phụ chính là sự phản ánh sự thiếu hiểu sai về hệ thống của ta. Ông thấy rằng trong một hệ thống phức tạp, nguyên tố, yếu tố nguyên nhân hay hệ quả có thể ở một chiều không gian và thời gian xa hơn nhiều so với những gì ta nhận thấy. Stamen đưa ra một ví dụ gây tranh luận là loại xe điện không khí thải. Thực tế, nếu nhìn trên góc độ hệ thống, chúng không hề là không khí thải khi mà chúng dùng điện từ mạng lưới năng lượng, mà phần lớn là do các nhà máy chạy than ô nhiễm sản sinh nặng ra. Hay kể cả khi năng lượng có được tạo ra từ các nguồn như nhà máy năng lượng mặt trời chẳng hạn, thì vẫn phải có lượng khí nhà kính bị thải ra ngoài môi trường khi
khi sản xuất các tấm pin mặt trời và cung cấp năng lượng cho chuỗi cung ứng. Một trong những hệ quả hại nhất của việc mù hệ thống xảy ra khi người lãnh đạo áp dụng một chiến thuật để giải quyết một vấn đề nhưng lại bỏ qua vấn đề động lực học hệ thống. Thật sự đáng ngại, Stemmen nói, bạn có thể giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn đấy, nhưng rồi nó sẽ lại quay lại và còn tệ hại hơn trước. Tắc nghẽn giao thông là một ví dụ. Giải pháp ngắn hạn là xây thêm nhiều con đường rộng hơn. Biện pháp này giải tỏa phần nào gánh nặng tắc nghẽn trước mắt, nhưng khi mà việc đi lại dễ dàng hơn thì người dân xuất hiện, cửa hàng nơi làm việc cũng mọc lên khắp vùng, lượng phương tiện về lâu dài cứ thế tăng dần cho đến khi tắc nghẽn hay trì hoãn trở nên tệ hại hệt như trước. Thậm chí là hơn, và lượng phương tiện này còn có thể tiếp tục tăng cho đến khi việc đi lại trở nên khó khăn tới mức không thể tệ hơn được nữa. Các vòng tròn mang tính hồi tiếp quyết định tới độ lặng tắc nghẽn. Stemmen nói, mỗi khi sức chứa lượng phương tiện tăng, người ta lại đi xe nhiều hơn, đi xa hơn, mua nhiều xe hơn. Khi dân cư đi xa hơn, các phương tiện giao thông công cộng lại kém hiệu quả, và thế bạn lại mắc kẹt. Chúng ta nghĩ mình bị mắc kẹt trên đường vì tắc đường, nhưng vụ tắc chỉ xuất hiện từ yếu tố động lực của hệ thống đường xá. Sự thiếu kết nối giữa các hệ thống và cách ta liên hệ tới chúng xuất phát từ sự bóp méo trong mô hình thần kinh của ta. Chúng ta đổ lỗi cho các lái xe khác làm nghẽn đường, nhưng không chịu xét đến yếu tố động lực hệ thống khiến họ đang ở đó. Phần lớn thời gian, Stemmen chỉ ra, người ta cho rằng những điều xảy ra với họ là do các sự kiện ở thời gian và không gian gần, trong khi thực tế đó là kết quả của yếu tố động lực của cả một hệ thống lớn hơn mà họ thuộc về. Vấn đề lại được cộng dồn bởi thứ được gọi là ảo tưởng chiều sâu trong tư duy. Khi ta tự tin với hiểu biết của mình về một vấn đề hệ thống phức tạp, trong khi thực tế thì những gì chúng ta biết là không đáng kể. Bạn hãy cứ thử giải thích chi tiết quy trình vận hành của một mạng điện xem, hay tại sao sự gia tăng lượng CO2 trong khí quyển lại làm tăng độ mạnh của các cơn bão. Khi ấy, tính ảo tưởng trong kiến thức về hệ thống của ta trở nên rõ ràng hơn. Bên cạnh sự thiếu nhất quán giữa mô hình thần kinh và các hệ thống mà não bộ tưởng đã hiểu, còn có những vấn đề khác lớn hơn. Hệ thống tri giác và cảm xúc của ta hoàn toàn mù cho các hệ thống này. Não bộ con người được định hình bởi điều gì mà có thể giúp ta cũng như tổ tiên ta sinh tồn trong tự nhiên, đặc biệt là vào thế Pleistocene khoảng 2 triệu năm cho đến 12.000 năm trước khi nông nghiệp được hình thành. Chúng ta có thể rất nhạy trước tiếng xào xạc của lá cây báo hiệu một con hổ đang rình, nhưng chúng ta không có công cụ tri giác để cảm nhận được sự suy giảm của tầng ozone hay các chất gây ung thư trong không khí ta hít thở vào ngày càng nhiều sương khói. Cả hai đều là các tình huống nguy hại tới tính mạng, nhưng não bộ của ta không có thiết bị quét nào để trực tiếp phát hiện các nguy cơ ấy. Biến vô hình thành hữu hình. Vấn đề không chỉ nằm ở việc thiếu công cụ định hướng tri giác. Nếu mạch thần kinh cảm xúc của ta, đặc biệt là vùng hạnh, là điểm kích hoạt của phản ứng chiến đấu hay trốn chạy, nhận thức được mối nguy cơ tức thời, mạch này sẽ làm tăng lượng hormone như cortisol và adrenaline, khiến chúng ta sẵn sàng chiến đấu lại hoặc né tránh. Nhưng việc này sẽ không xảy ra nếu ta biết đến các mối nguy tiềm ẩn chưa xuất hiện trong nhiều năm hay nhiều thế kỷ sắp tới. Khi ấy, vùng hạnh hầu như sẽ không có hoạt động nào. Hệ mạch vùng hạnh nằm tập trung ở vùng trung tâm não bộ, hoạt động một cách tự động theo chiều ngược. Chúng ta dựa vào hệ này để có thể sẵn sàng trước các mối nguy, và chúng ta cũng cho biết ta cần chú ý ngay tới điều gì. Thế nhưng, mạch tự động của ta vốn thường khá đáng tin cậy trong việc định hướng chú ý, lại không có các công cụ trí giác hay phương tiện xử lý cảm xúc cho các hệ thống và các mối nguy từ chúng. Do đó, chúng ta hoàn toàn không nhận thức được gì. Việc kiểm soát một phản xạ tự động chiều ngược bằng xử lý trí chiều xuôi thường sẽ dễ dàng hơn so với việc phải xử lý tình hình khi không có bất cứ một tín hiệu nào. L. Weber, nhà tâm lý học tại Đại học Columbia nhận xét, nhưng đó lại là tình trạng xảy ra khi chúng ta đương đầu với vấn đề môi trường. Không có bất cứ thứ gì ở thung lũng Hudson và một ngày mùa hè đẹp trời có thể báo cho tôi biết trái đất đang nóng lên. Đáng ra thì chúng ta cũng cần chú ý vào việc này, bởi đây là mối nguy trong dài hạn. Weber nói thêm, một trong các công việc của ông là tham vấn cho Viện Khoa học Quốc gia trong các quyết định liên quan đến môi trường. Thế nhưng không có lấy một thông điệp chiều ngược nào để khiến tôi chú ý, không có gì hô lên, nguy hiểm đến rồi, làm gì mau. Và điều đó khiến vấn đề càng khó giải quyết. Chúng ta không nhận thức được những gì không hiện hữu và không có một hệ thần kinh nào cảnh báo được cho chúng ta về những điều này. Tình trạng cũng là tương tự với sức khỏe hay quyết tiếp cận hưu trí của ta. Khi ta ăn một món tráng miệng ngon lành, chẳng có tín hiệu nào bảo nếu mình ăn thế này, mình sẽ chết sau 3 năm. Hay khi bạn tham hố mua một chiếc xe, cũng chẳng có gì bảo mình sẽ hối hận khi về già và túng thiếu. Tiến sĩ Larry, người cũng có trách nhiệm chiến đấu chống nóng trên toàn cầu, nói như sau:
tôi phải thuyết phục bạn rằng đang có một thứ không khí không màu, không mùi, không vị tụ trên trời, giữ lại nhiệt lượng mặt trời bởi tất cả các hành động đốt nhiên liệu hóa thạch. Đó thực sự là một thách thức nặng nề. Thực ra thì giới khoa học với các nghiên cứu chi tiết đã cho thấy điều này. Ông nói thêm, hơn 2.000 nhà khoa học đã cùng nhau làm nên một trong những công trình khoa học quan trọng nhất trong lịch sử. Họ lập thành Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu. Họ cố gắng thuyết phục những người chưa được lập trình thần kinh để nhận thức những mối nguy hại. Thế nhưng trừ khi bạn sống ở vùng Madhavai hay Bangladesh, vấn đề vẫn còn xa vời. Tiến sĩ Larry nhận xét, yếu tố thời gian là một vấn đề lớn. Nếu tốc độ ấm lên trên toàn cầu đẩy nhanh trong một vài năm thay vì hàng thế kỷ, mọi người sẽ ít chú ý hơn. Những việc này không khác gì vấn đề nợ quốc gia. Cứ để cho con cháu sau này, chắc chắn chúng sẽ tìm giải pháp. Theo nhận xét của Stemmen, biến đổi khí hậu sẽ đến một cách từ từ và ta sẽ không nhận ra. Thế nên rất khó để thuyết phục mọi người. Điều buộc chúng ta chú ý là những vấn đề theo kiểu sát sườn, chứ không phải những vấn đề lớn có thể giết chúng ta. Đã có thời sự sinh tồn của các nhóm người phụ thuộc và việc nắm bắt các yếu tố môi trường. Ngày nay, ta được hưởng cuộc sống tiện nghi với sự hỗ trợ của các công cụ nhân tạo. Hay chính xác hơn, chúng ta có vẻ đang sống tiện nghi. Chính vì thái độ này, chúng ta đã biến mình trở thành kẻ lệ thuộc vào công nghệ. Những thứ đang ru ngủ ta, biến ta thành những người thờ ơ trước tình trạng của thế giới tự nhiên, và điều đó đặt ta vào nguy hiểm. Do đó, để đối phó với sự sụp đổ hệ thống tiềm tàng, chúng ta rất cần đến các công cụ hỗ trợ cho tư duy. Tổng kết. Trong lịch sử nhân loại, nhận thức hệ thống tức là khả năng phát hiện, vạch ra quy luật và trật tự giữa vô vàn hỗn loạn của thế giới tự nhiên đã được thúc đẩy bởi nhu cầu sinh tồn cấp thiết của những người dân bản địa để có thể hiểu về hệ sinh thái nơi họ sinh sống. Họ cần biết loài thực vật nào độc hại, loài nào bổ dưỡng hay có tính trị thương, nơi nào lấy nước uống, nơi nào tìm thảo dược, thức ăn hay làm sao để nhận biết dấu hiệu thay đổi mùa. Có một vấn đề là chúng ta được lập trình sinh học để ăn, ngủ, sinh sản và nuôi con, chiến đấu hoặc trốn chạy và rất nhiều phản xạ sinh tồn tự nhiên khác trong năng lực bản thân. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng không có bất cứ một hệ thống thần kinh nào dành riêng cho việc hiểu các hệ thống rộng hơn, nơi ta phải dựa đến năng lực này. Thoạt nhìn các hệ thống này là vô hình với não bộ của ta, ta không thể trực tiếp nhận thức được bất cứ thứ gì trong vô vàn hệ thống quyết định thực tại của mình. Chúng ta chỉ có thể hiểu chúng một cách gián tiếp, thông qua các mô hình tư duy như ý nghĩa của các đợt sóng, các chòm sao, đường bay của các loài chim biển và hành động dựa trên các mô hình này. Các loài dữ liệu được sử dụng càng có cơ sở, các hành động can thiệp của ta càng có hiệu quả, ví dụ như bắn tên lửa vào thiên thạch. Còn ngược lại, dữ liệu càng xa vời, hành động sẽ càng kém hiệu quả, như với hầu hết các chính sách giáo dục. Việc người ta không biết gì về hệ thống xung quanh từ lâu đã khiến tác giả băn khoăn, nhất là khi tác giả đang nghiên cứu về sự thiếu hiểu biết mang tính tập thể này trong bối cảnh các hành động thường ngày của chúng ta đang đe dọa tới chính sự sinh tồn của nhân loại. Chúng ta dường như không có cách nhận thức nào để ngăn chặn các hệ quả tiêu cực do chính các hệ thống của con người gây ra, trong đó có công nghiệp và giao thương.